cái gì vậy? Cái gì vậy? Long Chí Cưng không được cưới nhau. Nè, mày điên hả? Mày nói cái gì vậy Hữu? Long Chí Cưng là anh em đó. Cái gì? Mày điên hả? Buông ra. Long Chí Cưng là con của bác Hoàng. Con nói cái gì vậy Hữu? Mày nói bậy để phá đám cưới hả? Đuổi nó đi, đuổi nó ra ngoài. Đi ra ngoài. Buông ra. Quậy quậy quá. Long Chí Cưng là con của bác Hoàng. Cái gì? Tại sao bác lại cố tình cho hai người đó cưới nhau? Mày cấm đi. Bác Hoàng, con không có nói bậy. Ngân là con của bác với dì Ba Sương. Còn thằng Long là đứa con ruột của bác, chứ không phải là thằng Tình đâu. Ủa mày nói cái gì vậy? Tao làm sao là con của bác Hoàng được? Tao là con của ba mẹ tao mà, đúng không mẹ? Long, tao không có nói bậy đâu. Bác Hoàng, nếu bác không tin, bác hỏi dì Tư với dì Ba coi đây có phải là sự thật không. Nó nói đúng đó. Thằng Long với con Ngân là con của mày đó. Trời ơi. Sương, con Ngân có phải là con của tôi không? Chị Tư, thằng Long có phải là con của ông Hoàng không? Vậy con Ngân là con của ông Hoàng sao? Mẹ, làm sao được hả mẹ? Không phải phải không mẹ? Phải không vậy mẹ? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Chị Xuân ơi, chị nói đi, thằng Long không phải là con của tôi không? Mẹ à, mẹ nói con biết đi, đây là sự nhầm lẫn có đúng không? Con là con của mẹ, còn thằng Tình mới là con của chú Hoàng có đúng không mẹ? Mẹ trả lời con biết đi. Mẹ xin lỗi con. Năm xưa mẹ đã mua con từ bà chính mẹ của thằng Tịnh. Vì mẹ không muốn con biết sự tình nên mẹ đã giấu con. Còn bà chính vì muốn thằng Tình được sung sướng nên bà mới để cho nhận ông Hoàng làm cha. Chị Ba, bình tĩnh chị Ba. Mẹ, không phải như vậy có đúng không mẹ? Đây là sự nhầm lẫn có đúng không mẹ? Là sự nhầm lẫn có đúng không mẹ? Chị có chắc thằng Long đúng là con của tôi không? Biết đâu bà lại đã bán đứa trẻ khác cho chị thì sao? Chính miệng bà đã nói với tôi, còn kêu tôi lấy tóc thằng Long đưa bà đi xét nghiệm nữa. Đây là hình lúc tôi mới nhận nuôi thằng Long. Anh coi có phải con anh không? Đúng rồi, hình ảnh này là của thằng Ghi hồi nhỏ ở đây mà. Trời, ông không phải là chàng của tôi. Tôi với Ngân không phải là anh em. Không phải, đây là sự nhầm lẫn. Không phải là như vậy. Bắp đùi phải của con có một bớt son đỏ đúng không? Nếu phải thì con đúng là con trai của ba đó. Long, phải không mày? Để tao kiểm tra coi. Khỏi coi. Con dạy nó bơi. Con thấy nó có cái bớt. Mày có chắc không? Chắc. Chắc vậy hai đứa nó là anh em làm sao lấy nhau được? Thôi vậy xù đi. Trời ơi. Ngươi không phải là em của tôi. Ngươi không phải là em của tôi. Ngươi không phải là em của tôi. Long ơi, tại sao vậy hả mẹ? Mẹ trả lời cho con biết đi, tại sao? Long ơi, tại sao vậy hả mẹ? Xin lỗi con.
Ba ơi. Tại sao ba lại đối xử với con vậy hả ba? Tại sao vậy ba? Cầm mồm. Con trách thì trách con đàn bà chắc nết kia kìa, mẹ của mày đó. Bà đã lừa tao và thằng cha khốn nạn của mày. Tao phải để con của tụi bay trả giá. Người ơi con. Thì ra mày đã có âm mưu từ trước. Mày kêu tao là chủ hôn cho hai đứa con của tao. Đồ độc. Trời ơi anh Hoàng ơi. Tao giết mày. Tao. Đừng mà. Đừng. Giật ra. Dọn dẹp xong rồi tôi thay đồ rồi đi. Ủa, đi đám cưới xong chịu thay đồ đi. Thay cái gì nữa mà thay? Ăn uống cái gì nữa mà ăn? Sao vậy? Bà chưa nghe cái gì hết trơn hả? Ừ, có nghe gì đâu. Ủa, thằng Tình nó chưa đi về hả? Chưa, Tình á, nó đang phụ cái đám mình đó. Tới chiều xong nó mới về mà. Chuyện lớn rồi mà bà không biết nữa. Đồn rùng beng hết trơn á. Đám cưới có khi thành hai ba cái đám ma đó. Ôi trời, bà ăn nói cái miệng. Nói tầm bậy tầm bạ, đám cưới người ta tự nhiên thành đám ma là sao? Mà ai chém giết trong đó? Ê, thằng Tình nhà tôi có bị dính líu gì không? Không có ai chém giết nó hết đó. Chứ sao? Mà cô dâu chú rể á, là anh em cùng cha khác mẹ. Ừ? Thằng Long, con Ngân đều là con của ông Hoàng hết. Bây giờ á, con Ngân á nó bị xe đụng nặng lắm, đưa vô bệnh viện. Còn thằng Long á nhảy xuống sông tự tử, mới vớt lên đưa vô bệnh viện luôn. Trời chưa đời hết đời. Đâu, còn bà Sương nữa. Ừ, bà sao? Đau tim, khiêng vô bệnh viện luôn. Trời đất ơi, sao mà cái gì mà rối nụ vậy? Ý nhưng mà bà nói thằng Long với con Ngân là anh em cùng cha khác mẹ hả? Ừ. Cái gì kỳ vậy? Còn Ngân á là con của bà Sương. Mà ngày xưa bà Sương có dính líu tới ông Hoàng thì có thể là tôi hiểu được đi. Còn cái bà Tư Sương với ông Hoàng có dính líu gì đâu mà tự nhiên lòi ra thằng Long là con ổng là sao? Không hiểu. Là tại vì á là bà bé Chính bà nói láo. Trời ơi, con Chính nhà tôi hả? Ừ, thằng Tình không phải là con của ông Hoàng mà chính là thằng Long mới con của ông Hoàng. Trời ơi, cái gì mà đang ngủ lá ung sùm trời đất, không ai ngủ được gì hết trơn á. Bà nhiều chuyện quá, tới đây ồn ào. Mày đó nha, mày hết thuốc chữa rồi. Cái gì vậy? Chị sao kỳ quá, mở miệng ra cái la cái chửi à. La cái gì? Con mày mà mày cũng không nhận nữa là sao? Mày đem đi nói láo là con của người khác. Mày ác quá đi Chính à. Mà ai nói? Kỳ vậy? Thằng Tình là con ông Hoàng mà. Bà bậy, bà nói hết đi. Nè, bây giờ mọi chuyện á đã tùm lum hết trơn rồi, bung ra hết trơn, ai cũng biết hết. Thằng Long á mới là con của ông Hoàng. Chuyện vậy á mà bà còn giấu nữa. Kìa con, tắm bung ra. Con có sao không? Bà nói đi, tôi có phải là con của bà không? Tình à, bình tĩnh con. Thì mày là con của tao, tao muốn mày sung sướng cho nên tao phải nói láo thôi. Trời ơi, mà tao không có ngờ sao mày ngu quá à. Tôi không cần. Nếu mà nói ra sự thật thì thằng Long với con Ngân nó đâu có cưới nhau. Để không có ra nóng nổi này. Tình, tôi không có người mẹ với bà. Bỏ mày tưởng tao muốn có một thằng con ngu như mày sao? Trời ơi là trời, mày im miệng giùm tao đi Chính. Mày làm biết bao nhiêu chuyện xấu, bây giờ mày còn kéo thằng Tình vô nữa. Mày đi. Mày đi đâu mày đi, khuất mắt tao đi. Chị vừa phải thôi nha, nhà của ba má chứ không phải nhà của một mình chị đâu. Ở ra là đuổi à.
Trời ơi, một mũi tên mà bắn hết ba con ngàn. Vào, vào. Một mũi tên, chỉ một mũi tên thôi, bắn chéo 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 ba bốn con nhạn. Một mũi tên. Dì ba, chị tỉnh rồi hả? Dì ba, sao tôi lại ở đây? Dì ba ngất xỉu nên tôi với con Nguyên đưa dì vô đây đó. Con Ngân nó đâu rồi chị Năm? Con Ngân nó bị xe đụng, thằng Hữu với anh Hoàng đưa nó lên bệnh viện thành phố rồi. Từ từ chị, chị bình tĩnh đi, con Ngân chắc không bị sao đâu. Tôi phải lên trển coi nó làm sao. Không có được, chị chưa khỏe mà. Chị nghỉ ngơi đi, chừng nào bác sĩ cho đi thì mình đi ha. Chứ bây giờ chị đi thành phố, đi đâu có nổi đâu. Đúng rồi đó dì ba. Con Ngân chắc nó không có gì đâu. Chứ nếu có gì, thằng Hữu với anh Hoàng gọi điện báo về rồi. Quyền. Dạ. Con điện cho thằng Hữu, hỏi tình hình con Ngân giùm gì đi. Dạ. Bác. Bác ơi, hay bác về nhà nghỉ đi, để con ở lại chăm sóc cho Ngân là được rồi. Bác ở đây coi nó được mà. Con về nghỉ đi. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Ngày hôm nay nếu không có con, lỡ hai đứa nó cưới nhau thì bác có chết cũng không thể nào chuộc hết tội lỗi được. Bác à, bác đừng có nói như vậy, bác đừng có tự trách mình. Dạ, con xin lỗi. Anh nghe nè Quyên. Alo, con Ngân sao rồi anh? Ngân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê chưa có tỉnh. Bác sĩ nói do chấn thương, có thể sau này Ngân sẽ bị liệt hai chân. Trời. Dì ba sao rồi em? Sao hả con? Dì ba tỉnh rồi. Em với mẹ đang ở với dì ba nè. Dì ba kêu điện cho anh hỏi thăm con Ngân sao rồi. Còn thằng Long, nó làm sao? Anh Long chưa có tỉnh nữa anh. Hiện giờ em cứ nói với dì ba là Ngân không sao nha, rồi từ từ sức khỏe dì tốt lên á, rồi lúc đó mình hãy nói sự thật. Vậy nha. Con Ngân nó làm sao hả con? Dạ con Ngân nó không sao đâu, dì ba yên tâm nha. Sương với thằng Long sao rồi con? Dì ba tỉnh lại rồi bác. Còn thằng Long á thì con nghĩ chắc không có nguy hiểm gì đâu bác. Tất cả cũng do bác. Sao trời không trừng phạt bác đi mà để hai đứa con bác phải chịu như vậy? Bác à, bác đừng có buồn nữa, đừng có tự trách mình như vậy. Ngân với Long á chắc sẽ ổn thôi mà bác. Thôi con về nghỉ ngơi đi. Chị Sáu giúp việc cũng sắp vô rồi, có chị với bác chăm sóc con Ngân cũng được. Dạ. Vậy con xin phép con về trước. Có gì á bác cứ gọi điện thoại cho con. Vậy đi con. Dạ. Thưa bác con về. Con nghe một nguồn tin, có thể là thằng Tình không phải là con ông Hoàng. Con nghĩ mình nên đi trước một bước là báo cho bà Chính biết. Nếu mình làm như vậy á, mình có thể lợi dụng lòng tham của bà Chính, điều khiển bà đối phó với ông Hoàng. Không cần phải hao tâm tốn sức như vậy. Chỉ ngày mai nữa thôi thì thằng Hoàng nó sống không bằng chết. Bác nói vậy là sao? Thằng Tình nó không phải là con của thằng Hoàng, mà thằng Long mới là con ruột của nó.
bác đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà Chính với bà Tư Xuân. Là thằng Long, nhưng ngày mai là đám cưới của tụi nó. Không lẽ bác tính làm gì tụi nó hả? Bác sẽ cho nó cưới em gái của nó. Thằng Quang sẽ là chủ hôn cho hai đứa con chuột của nó. Không phải chuyện này vui sao? Bác hai, bác nói gì con không hiểu. Con Ngân chính là con ruột của thằng Quang. Bà Sương đã lừa dối bác suốt mấy chục năm nay. Bác sẽ cho tụi nó phải trả giá. Không được đâu bác. Ngân vô tội mà bác. Nó đáng phải nhận cái kết cục như vậy. Ai biểu nó là con của thằng Quang? Tính tình nó giống y hệt mẹ nó. Phản bội con để tới với thằng Long đó. Bác phải cho nó biết đó là cái giá nó phải trả của kẻ phản bội. Bác hai, bác giật lại đi. Bác nói cho mọi người biết sự thật đi. Nếu không, con sẽ nói ra hết đó. Hữu à, mày đã quên thằng Quang nó hại chết ba của mày à? Nhưng con có cách trả thù toàn vẹn hơn. Người đáng phải nhận lãnh đủ sự trả thù này là ông Hoàng, chứ không phải là Ngân. Bác về nói sự thật đi. Bác cứ làm bộ lương tâm của bác bị cắn rứt thì mọi người sẽ bỏ qua hết cho bác. Thôi được rồi, con nói cũng đúng. Bác sẽ về nói cho mọi người biết. Thôi bác về. Long à, con thấy sao rồi? Tại sao lại cứu con? Mẹ xin con mà, con đừng nghĩ chuyện dại dột. Con mà có mẹ gì thì làm sao mẹ sống nổi? Mẹ xin lỗi con, là mẹ ích kỷ. Mẹ chỉ muốn con là con của mẹ thôi, nên mọi chuyện mới xảy ra cớ sự như vậy. Con đừng giận mẹ nghe con. Mẹ, cho dù có như thế nào, mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Nhưng con không có đủ can đảm để chấp nhận sự thật. Tại sao con lại đi yêu, đi lấy em gái của mình chứ? Tại sao trời lại đối xử với con như vậy? Con trai à, con đừng có nghĩ nhiều nữa con. Hai đứa dừng lại kịp thời rồi. Quên hết mọi chuyện đi con nha. Dì ba ơi, đi dì ba ơi, trễ giờ dì ba ơi. Gì hả? Cái gì mà ồn ào vậy? Hả? Ba, đi đâu á? Tôi lên thành phố chăm sóc cho con Ngân. Mẹ con tôi cũng dọn ra khỏi nhà này. Bây giờ cả gia đình đoàn tụ rồi hả? Tôi không đoàn tụ với ai hết. Tôi chỉ lo cho con tôi thôi. Tôi không ngờ ông lại độc ác như vậy. Ông có hận thù gì vậy thì trút lên đầu tôi nè. Tôi
tuổi nhỏ vô tội mà. Tại sao ông lại làm như vậy? Tụi nó phải trả thai cho bà với thằng Hoàng. Ngày xưa tôi hết lòng yêu thương bà mà. Bà phản bội tôi, bà đi với thằng Hoàng. Tôi vẫn bỏ qua, vẫn cưới bà, vẫn chăm sóc cho bà. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ bà âm mưu lừa dối tôi. Bà... Tôi không cố ý lừa dối ông. Gần tới ngày cưới của tụi mình, tôi mới phát hiện là mình đang có thai. Lúc đó tôi không biết phải làm sao hết. Bệnh tình của ba tôi lúc đó càng ngày càng nặng. Nếu như tôi nói ra thì đó sẽ là một cú sốc lớn với ba tôi. Tôi sợ ba tôi. Nhưng mà lúc đó tôi thiệt lòng muốn đám cưới với ông, muốn có một cuộc sống mới. Bà im đi. Tất cả là âm mưu của bà. Bà lừa tôi. Bà đám cưới với tôi. Tôi không có ăn ốc. Bà bắt tôi đổ ra. Cũng may, cũng may là có cái vụ tai nạn giao thông của con Ngân cần phải truyền máu. Trời ơi, máu tôi máu nó không giống nhau. Trường hợp của cháu Ngân bây giờ là phải chuyển lên bệnh viện tỉnh mới có đầy đủ điều kiện để mổ. Vậy cô có cho xét nghiệm máu của bệnh nhân chưa? Dạ rồi, đây là kết quả xét nghiệm máu của cháu Ngân. Có điều lạ này nè bác sĩ. Ông Diệp, ba của cháu Ngân, có 1-2 đòi hiến máu cho cháu Ngân, nhưng mà ổng không cùng nhóm máu. Vậy nghĩa là sao? Cháu Ngân á thì nhóm máu O, mẹ của Ngân nhóm máu O. Trong khi đó ông Diệp là nhóm máu AB. Điều này không thể. Nhiều khi là bố dưỡng thì sao? Thì em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà hỏi ông Diệp thì ổng đùng đùng nổi giận. 1-2 cứ khẳng định là ba của cháu Ngân, cứ đòi hiến máu. Vậy à? Vậy là phải hỏi coi có ông hàng xóm nào tốt bụng với vợ của ông hay là không. Bác sĩ nó giỡn hoài hả? Tôi biết sự thật nó không phải con tôi. Nếu không tôi vẫn là con thò giò. Thò giò đi nuôi con nhện. Vậy sao lúc đó ông không nói thẳng ra hết mọi chuyện? Mẹ con tôi lại cứ tưởng là do ông làm ăn thất bại nên nhục chí, thay đổi tâm tính. Nếu như tôi nói ra, tôi nói ra mẹ con bà bỏ đi là xong mà. Đâu có dễ như vậy. Tôi bắt mẹ con bà phải trả hết những gì đã nợ tôi. Đã nợ tôi. Chỉ tại thằng Hữu. Nếu không, một chút nữa, một chút nữa tôi nói thành vợ chồng nó lộn luôn với nhau rồi. Lúc đó tôi muốn biết bà với thằng Hoàng làm sao mà sống yên ổn được. Tôi không ngờ ông là con người thâm độc như vậy. Từ rày về sau tôi với ông dứt tình dứt nghĩa. Ê, đứng đây. Bà đi đâu? Bà đi đâu? Bà muốn đi tới chỗ của thằng Hoàng hả? Bà đừng có hông. Ông buồn ra. Tôi đi với con tôi. Tôi không đi với ai hết. Bà đứng lại. Buồn bà ra. Không được đi đâu hết. Buồn ra. Bà ơi. Bà. Anh Khánh. Dạ. Anh mới về. Tôi mới đi công tác có mấy bữa thôi mà nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Em mời anh. Anh Khánh có thêm 2 người em nữa cũng là chuyện vui mà. Còn nó móc tôi đó hả? Dạ đâu có anh. Là chuyện vui thiệt đó. Tối hôm qua em có vô bệnh viện, bác Hoàng nói là bác muốn nghỉ phép một thời gian. Chắc là
Bác muốn chăm sóc hai đứa con. Để vượt qua cú sốc này, bác sẽ trao quyền giữ chức tổng giám đốc tạm thời cho anh. Tôi có nghe cậu tôi Điền nói lúc nãy, có gì đáng vui đâu. Chỉ là bổ nhiệm tạm thời thôi mà. Con Ngân thì không đáng lo ngại. Chỉ còn thằng Long không có giống như thằng Tình. Nó là một đứa có năng lực, lại rất hợp ý với cậu tôi nữa. Anh Khánh à, cho dù vậy thì nó vẫn có điểm yếu chết người. Anh không cần phải lo lắng quá đâu. Điểm yếu gì? Nói nghe coi. Điểm yếu gì? Nói nghe coi. Dạ, chuyện tình cảm. Nó còn đang nằm ở trong bệnh viện do nhảy sông tự tử. Tính ra nó đâu phải là người mạnh mẽ gì. Anh có thể lợi dụng điểm yếu này của nó. Vậy sao? Dạ, em thân với cả Long và Ngân. Anh Khánh cần em giúp gì á, anh cứ nói nha. Để coi tình hình như thế nào đã. Dạ, anh Khánh. Em xin phép anh cho em nghỉ buổi chiều. Em ra bến xe đón mẹ của Ngân. Bà Sương hả? Dạ. Được rồi. Không ngờ mình như con kiến bò quanh miệng chén, bò lanh quanh rồi cũng trở về đi bắt đầu. Nếu Ngân là con của bác Hoàng, vậy thì lời hứa hôn năm xưa phải thành sự thật. Vậy mới xứng đáng với hy sinh của mình chứ. Bác Hoàng. Ngân. Dì ba tới. Con ơi. Sương. Con Ngân nó sao rồi? Qua nay nó tỉnh lại đôi chút, nhưng vẫn không chịu nói gì hết. Ngân ơi, mẹ lên với con rồi nè. Ngân. Sương. Sương vẫn còn bệnh, đừng xúc động quá có được không? Bác sĩ nói con Ngân đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, không có sao đâu. Bây giờ đã có tôi rồi. Ông đi về đi. Con Ngân nó cũng là con của tôi mà. Nhưng tôi có thể lo cho con tôi được. Tôi không cần tới ông. Dì ba. Dì ba còn mệt. Dì ba nghỉ ngơi xíu đi. Sương à, Sương nghe tôi nói đi. Bác Hoàng, con nghĩ là bác với dì ba nên ra ngoài nói chuyện với nhau đi. Ở trong này á, để con lo cho Ngân cho. Mình ra ngoài nói chuyện đi. Bác ra nói chuyện với dì ba đi. Ngân à, em có nghe anh nói không? Em phải ráng hồi phục nha. Mình còn cả tương lai dài ở phía trước mà. Tại sao ngày xưa Sương có thai con Ngân mà không cho tôi biết? Nói cho ông biết thì được cái gì? Ông đã có vợ con đề huề rồi mà. Còn Ngân sẽ bị cười chê là con quan. Còn tôi cũng mang tiếng là cướp chồng người khác. Quan trọng là tôi không muốn con Ngân có một người cha tồi tệ như ông. Tôi biết tội lỗi của tôi ngày xưa. Tôi cũng không mong Sương tha thứ. Nhưng dù gì con Ngân cũng là con tôi. Giờ nó bị thương, có thể để lại di chứng. Coi như tôi xin Sương bỏ qua chuyện xưa giữa hai đứa mình, cho tôi được cùng Sương chăm sóc nó được không? Chuyện này
Đợi con Ngân khỏe lại rồi ông cứ nói chuyện với nó. Nhận cha hay không là quyền của nó. Còn tôi với ông, mọi chuyện đã chấm dứt từ cái ngày vợ con ông tìm tới rồi. Cảm ơn Sương đã cho tôi cơ hội. Dạ dì ba. Bác, sao rồi bác? Sương đã đồng ý cho bác nói chuyện với con Ngân rồi. À, vậy hả bác? Con Ngân á, nó có chịu nhận lời bác hay không thì phải chờ nó tỉnh lại. Bác ơi, vậy thì tốt quá rồi. Chuyện ngày xưa của người lớn, con tin á, Ngân sẽ không có thắc mắc đâu. Bác cũng mong là vậy. Giờ con Ngân cũng tạm ổn, Sương cũng đã lên. Bác phải tranh thủ chạy về dưới với thằng Long. Nghe chị Tư Xuân nói, nó tự nhốt mình ở trong phòng, không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện với ai hết. Bác lo cho nó quá. Vậy hả bác? Vậy thì bác cứ về quê đi, để coi tình hình thằng Long sao. Ở đây có con phụ với dì ba rồi. Bác yên tâm đi, có gì á con sẽ gọi điện thoại báo liền cho bác. Bác cảm ơn con nghe. Dạ không có gì đâu bác. Ủa? Bộ ông thấy người ta đang dựng bộ vậy hả? Bỏ đi vậy? Bộ thật thân thiết lắm hay sao mà kêu ghéo ghéo vậy? Tôi đang chạy, tự nhiên hết xăng rồi. Thì từ dẫn đi đổ đi, tôi vậy? Từ đây ra cây xăng, xa muốn chết à. Tôi dẫn ra đó sao nổi. Ông mua xăng gì đổ giùm tôi đi. Ui, bà bị chạm. Chạm dây thần kinh hả? Tôi đâu phải xin của bà đâu. Tôi cà lắm. Chứ đâu có ngu. Không mua giùm thì thôi, giờ đâu phải là con của nhà giàu nữa đâu mà cũng chảnh chó vậy. Ui. Nè, chắc kiếp chứ cái tôi mắc nợ bà quá. Thôi cứ đứng đây đợi đi, để tôi mua về cho. Hên ghét, gặp đúng cái ông dễ dụ. Lối nhỏ cạnh kia bước hoang lạc trôi, dĩ dầu ngõ về điều ngổn ngang đời nhau. Mưa lòng phiếm trùng cũng thương, tình đào ngã nghiêng. Đêm bên mê trần ai, cõi lòng mắt lệ chúa cay. Từ khi tất lòng muốn phiền, bên xưa u hoài. Ai nhớ thương ai, tiếng lòng ngổn ngang đêm. Về ăn cháo đi con, ăn miếng đi con. Con đừng vậy mà Long, mẹ đau lắm đó con biết không? Tháng ngày mắt sầu lệ đau, rồi mãi ước thề tan mong tiền tháng đêm dài. Ai nhớ bên đời hạt có kim xăng chi mà không chịu nhìn, chạy tới cạn nhách luôn á. Cái xe vô tay bà không biết thọ
thọ được bao lâu á. Ê, nhờ mua xăng giùm có trả tiền à, đừng có xài xể tôi nha. Ê Tình, từ lúc đầu á là tao không có tin mày là con của ông Hoàng. Nhìn mày như vậy á, đâu có giống con nhà giàu. Ê, chắc mẹ con mày á định lừa ông Hoàng để hưởng gia tài đúng không? Ai dè bị ông Diệp phá. Gì? Gì rảnh quá ha. Ăn no quá đi nói xấu người ta hả? Nhỏ kia, mày nói gì mày? Nói gì á? Chuyện của ông Tình là do mẹ ông bày ra, chứ có liên quan gì tới ổng đâu. Tối ngày dì cứ đi tám chuyện khắp nơi. Dì đó, dì tu lại cái miệng để đứt cho con cháu sau này nha. Ê, con nhỏ kia, tao nói xấu gì ai mày? Tôi mới vừa nghe dì nói xấu ông Tình tức thì, bây giờ còn chối nữa. Hồi đó tới giờ, ai mà không biết ông Tình cù lần, thật thà. Ba cái trò gian dối đó, ổng không có biết đâu. Vậy á, mày có chắc là nó không cấu kết với mẹ nó không? Mày không nghe cái câu lù khù với cái lù mà chạy hả? Ổng lớn lên với tôi từ nhỏ nè, tính tình của ổng như thế nào tôi biết hết. Dì á mà đặt điều nói xấu ông Tình nữa, tôi khui chuyện xấu của nhà dì ra, dì ráng chịu á. Ủa, nhà tao có gì xấu mà mày khui mày? Đúng rồi, đâu có gì đâu mà xấu. Mấy đứa con của dì á, nó ghé chỗ tôi làm tóc á, nó kể quá trời luôn. Dì đi nhiều chuyện, bị chồng đánh phù mỏ mấy lần luôn mà đâu có tởn đâu. Mà còn nữa, có mấy người á bị dì nói xấu á, tức quá chạy qua đòi đốt nhà dì luôn. Hơi đâu mà, đứng đi cãi với mấy đứa con nít quỷ. Đúng là nhiều chuyện. Xong chưa? À, xong, xong rồi. Nè, tôi không ngờ cũng có ngày bà tốt bụng chút xíu bà bình tôi. Ai thèm bên ông đâu, tại tôi ghét mấy người nhiều chuyện thôi. Mà cái bà Bảy đó đúng là đánh giá ông hơi bị cao á. Khù khờ như ông làm sao mà làm nổi ba cái chuyện vận dụng mưu trí đó. Ui, vậy mà cũng đi đồn cho được. Ui, bà nói móc tôi hả? Tôi nói thẳng mặt ông chứ nó móc gì. Biết vậy cho dẫn bộ cho biết mà. Nè, mày mốt đừng hòng tôi giúp nữa nghe. Ai thèm ông giúp. Còn nữa nè. Tiền xăng. Ờ hả, tôi quên. Nhiều. Ba chục. Nè. Rồi kéo phụ cái xe lên coi. Ui. Nhanh. Ui hoài. Ui. Ba. Chú. Chú mới xuống hả? À, con. Dạ, con xin lỗi chú. Chú biết mọi chuyện không phải do con, là kế hoạch của bà Lại hết. Chú không trách gì con đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Cậu Khải, thám tử của chú có nói có gặp bà nội ruột của con ở trên Sài Gòn á. Dạ. Chú nghe nói bà cũng muốn tìm con. Để chút nữa chú cho Khải số điện thoại của con, cậu Khải sẽ liên lạc nói chuyện cụ thể với con. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Con cũng tới thăm thằng Long nữa nè. Thôi để con kêu dì Tư. Mình đi chú. Dì Tư ơi. Dì Tư ơi. Dì Tư ơi. Tôi đi nè. Chào chị. Dạ chào. Con chào dì Tư. Thằng Long nó sao rồi chị Tư? Nó vẫn vậy á, không chịu ăn chịu uống gì hết. Tôi đang tính chút nữa điện bác sĩ người ta tới vô nước biển cho nó, chứ để vậy nó kiệt sức nó chết. Tôi thiệt cảm ơn chị. Mấy chục năm nay chị đã yêu thương chăm sóc cho thằng Long. Từ ngày tôi nhận nuôi nó, tôi coi nó như con ruột của mình. Bởi vậy tôi mới ích kỷ che giấu sự thật. Tôi có lỗi với anh nhiều quá. Chuyện cũng qua rồi. Chị cho tôi vô thăm thằng Long một chút nghe chị. Dạ. Anh với anh Tình vô đi. Dạ. Vô chú.
Long, ba xin lỗi con. Tại ba nên tụi con mới ra nông nổi này. Con tha lỗi cho ba có được không? Ông về đi, tôi không muốn gặp ông. Long à, dù gì ông Vàng cũng là ba ruột của con mà. Con không tha lỗi cho ba cũng được, nhưng con đừng như vậy nữa Long. Chị Tư lo lắng cho con lắm. Long, chuyện cũng đã qua rồi, mày quên hết đi. Phải phấn chấn lên, phải vui vẻ lên. Mình làm lại từ đầu. Long, ngồi dậy ăn chút gì đi con. Thôi, nó không nghe đâu anh. Để chút nữa tôi kêu bác sĩ vô nước biển cho nó. Mà con Ngân nó sao rồi anh? Nó đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê đó chị. Ngân bị làm sao vậy mẹ? Tôi chưa có kể chuyện con Ngân cho nó biết. Mẹ à, Ngân bị làm sao? Mẹ nói con nghe đi. Con Ngân nó không sao hết đó con. Mẹ đừng có nói gà con mà. Ngân làm sao? Mẹ nói con nghe đi. Ngày hôm đó con Ngân nó chạy ra ngoài đường, nó bị xe đụng nặng lắm, ở đây chữa không có được, phải đem nó lên thành phố. Bà ơi, tôi về rồi nghe không? Ông chị về rồi đó hả? Bây giờ Long nó đâu có ra lò, đâu có ai phụ với tôi đâu. Mấy ngày hôm nay chuyện này nó xôn xao, người ta đồn khắp nơi, tới anh hai ở bên Bến Tre mà người ta còn nghe được. Mới gọi điện thoại hỏi. Hai đứa nó tội nghiệp như vậy, vậy đó mà rồi bà cũng tám chuyện cho được. Ai mà vui đâu. Thì chị hai hỏi thì tôi nói vậy thôi. Tôi á, tôi ghét mẹ con bà Tư Xuân thiệt, nhưng mà tôi đâu có ác như ông Hai Diệp. Tôi cũng không ngờ là anh Hai Diệp lại nghĩ ra cái kế độc ác như vậy. Mà cũng may là hai đứa tụi nó chưa xảy ra chuyện gì. Tụi nhỏ bây giờ nó cũng tùm lum hết á, biết đâu. Bà đi. Thì cái này người ta nói tôi chứ đâu phải tôi nói. Mà cho dù tụi nó không có gì đi thì cũng có nước á, phải bỏ xứ đi thôi, chứ sao mà sống được ở đây. Chứ thiên hạ cứ lời ra tiếng vào. Anh Sáu ơi. Dạ chú. Mừng quá, hôm nay Rồng dạ, tới nhà tôi phải không? Dạ dạ, dạ chào anh Sáu. Dạ mời vô đây. Dạ chào anh Quang. Dạ, dạ, dạ chào anh Sáu. Dạ mời anh ngồi. Dạ, dạ mời anh. Ủa mà anh Quang xuống hồi nào vậy? Tôi mới xuống. Con Ngân nó sao rồi anh? Ngân cũng còn lúc tỉnh lúc mê chị à. Vậy chắc nặng lắm. Tội nghiệp con nhỏ, cái ngày hạnh phúc nhất đời mà lại thành ra. Bà đừng có nhắc nữa mà. Tôi nói không có phải sao mà. Anh Hoàng qua kiếm tôi có chuyện gì hả? Thằng Long á, nó cứ nhốt mình trong phòng, nên chắc cái chuyện lò gốm tôi phải giao lại cho anh Sáu lo giùm tôi. Tôi cũng tạm thời nghỉ phép trong công ty, nên chuyện của lò gốm thằng Hữu sẽ liên hệ trực tiếp với anh và thằng Tình. Tuy là tôi với thằng Tình không phải duyên cha con, nhưng từ đây tôi sẽ coi nó như con của mình. Còn thằng Long sao rồi anh? Nó chịu ăn uống gì chưa? Chưa anh à. Chị Tư nói sẽ kêu bác sĩ vô nước biển cho nó. Mà tôi nói thiệt, thằng Long nó có gượng vậy được, chắc cũng không có sống được ở đây đâu. Người ta cứ xì xàm đồn đại hoài, sao chịu nổi. Bà đừng có nhắc nữa. Tôi nói thiệt chứ bộ. Ông không tin đó. Ông hỏi thằng Tình coi. Người ta nói kệ người ta. Mỗi miệng thì thôi. Mày nói hay quá ha. Vậy người ta nói mẹ con mày vụ lừa đảo anh Hoàng, mày có thấy khó chịu không? Dạ thì đúng là khó chịu thiệt. Thì đó, ý là chuyện của mày cũng nhỏ thôi, mà người ta nói ra nói vô, mà tụi nó lại loạn lại vậy thì người ta còn nói tới cỡ nào nữa. Tôi cũng biết chuyện đó, nên chắc tôi sẽ thuyết phục mẹ con Ngân ở lại thành phố điều trị để tiện chăm sóc Ngân luôn. Anh tính vậy cũng phải,
Chứ ông Hai Diệp hết xài được rồi. Cũng nghe đâu chị Ba Sương cũng đoạn tuyệt với ổng luôn. Tôi thấy cũng khổ cho anh thiệt. Nhận được hai đứa con cùng một lúc mà lại chẳng vui vẻ gì. Bà bớt nói giùm tụi cái đi. Anh Tân à, tôi qua nói vài lời với anh như vậy. Anh cứ nghỉ ngơi nghe. Ừ. Bây giờ anh về trển hay là ở lại đây? Tôi ở lại một đêm với thằng Long. Rồi ngày mai tôi sẽ về trển sớm với con Ngân. Dạ. Tuy thằng Long nó vẫn không muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc cho nó. Tôi có lỗi với nó nhiều lắm. Thôi, tôi về nghe anh chị. Dạ, dạ, anh Hoàng về. Dạ, anh Hoàng về. Dạ, anh về. Dạ, thưa chú Sáu, con về. Con về. Thím Sáu, con về. Dạ, chào anh chị. Dạ. Vô đi. Long, bà nói chuyện với con một chút được không? Mẹ tôi đâu? Sao còn ở đây? Bà muốn ở lại với con. Ngày mai bà mới về sớm. Lúc nãy chị Tư chóng mặt nên bà kêu chị đi nghỉ sớm rồi, để bà chăm sóc cho con. Long à, con không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho chị Tư. Chị lo lắng cho con lắm. Vậy thì còn mẹ ruột của tôi đâu? Rồi chuyện của ông với dì Ba Sương là sao? Ông nói tôi nghe đi. Ngày xưa ba mẹ cưới nhau là do bà nội con sắp đặt, chứ ba không có tình cảm với mẹ con. Ba cứ nghĩ là vợ chồng rồi thì sẽ vun đắp tình cảm từ từ. Nhưng ba mẹ lại không hợp nhau, suốt ngày cứ cãi vã. Ba muốn ly dị nhưng mẹ con và bà nội không chịu. Vì vậy ba mới chán nản bỏ nhà đi xuống đây lập nghiệp. Rồi ba mới gặp dì Ba Sương. Còn chuyện tiếp theo á thì chắc con cũng đã nghe nói rồi. Ba không ngờ ông Hai Diệp lại giục con với con Ngân để trả thù ba. Ba có lỗi với con nhiều lắm. Tôi mệt quá, tôi muốn đi ngủ. Anh về rồi hả? Anh vô rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm nè. Anh nói là em đừng qua nấu nữa đâu mà. Bộ anh không thích ăn cơm em nấu nữa hả? Không. Không phải. Tại lúc này á, công việc thất thường quá, anh hay về trễ, sợ em đợi lâu thôi. Với lại lúc này ở nhà em đi, em qua lại chi cho cực khổ. Anh nè, em nói anh nghe nè. Hay bây giờ em dọn qua ở chung với anh nha. Như vậy là em khỏi mất công đi tới đi lui nữa. Anh nói rồi, đợi một thời gian nữa đi. Khi nào á anh có đủ tiền thì mình làm đám cưới. Anh không muốn em thiệt thòi. Nhưng mà con mình không có đợi được. Con mình? Ừ. Em tưởng là mình bị đau bao tử, cho nên em đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói là em có thai rồi. Anh à, bây giờ hai đứa mình đi đăng ký kết hôn, mình khỏi cần đám cưới cũng được mà anh. Bây giờ em thấy nhiều cặp như vậy lắm, cũng có sao đâu. Hiện giờ kinh tế của anh chưa đảm bảo, em đợi anh một thời gian nữa đi. Anh à, hai đứa mình cùng đi làm, lương của mình cũng đâu có thấp đâu, đâu có gì phải lo đâu anh. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc đâu.
nó chưa có thành hình đâu. Em phá đi, phá đi nha. Anh ơi, cái gì? Anh ơi, cái gì? Dạo nó không có mắt đâu nha. Bỏ con dạo đó xuống đi. Đừng. Tôi đã nhìn lầm anh rồi. Anh đang đi trốn nợ mà còn cờ bạc nữa hả? Thì ở đây buồn chán quá, phải tìm trò giải trí chứ. Tôi không có dư tiền để phục vụ cho anh hoài đâu. Anh tự tìm cách đi. Ngân nè, ráng ăn chút xíu thôi, một hai muỗng cũng được. Nè, con ăn miếng nè. Con phải ăn thì mới có sức khỏe chứ. Con cứ dày hoài, sao mẹ chịu nổi hả Ngân? Không ấy, ăn một muỗng thôi nha. Nè con, mở miệng ra đi Ngân. Sương, cháu hồi trưa con Ngân vẫn không chịu ăn sao? Vậy bác sĩ nói nó làm sao rồi? Nó không có sao, chỉ trừ cái chân thôi, còn lại đều ổn hết. Nhưng nó không chịu ăn uống, cũng không chịu nói chuyện gì hết. Ngân, bà có đem cháu mới vô cho con nè, để bà lấy cho con ăn nghe. Con phải ăn thì mới mau khỏe được, rồi còn phải tập vật lý trị liệu nữa. Mẹ lấy cháu mới cho con ăn nghe nha Ngân. Dạ, cô chào dì ba. Cô chào bác. Ừ. Ngân vẫn chưa chịu ăn sao vậy? Nó chưa chịu ăn uống gì hết. Bác. Ừ. Hay bác với dì ba ra ngoài cho thư thả đi, để con ở lại nói chuyện với Ngân. Sương cũng chưa ăn uống gì hết. Tôi với Sương ra căng tin ăn chút gì nha, để cho thằng Hữu nói chuyện với con Ngân. Con khuyên Ngân ăn giùm gì nghe Hữu. Dạ, con biết rồi dì. Ngân à, em ráng ăn chút gì đi. Em không chịu ăn sao mà khỏe được. Em ráng ăn vô, em phải có sức. Còn phải tập vật lý trị liệu nữa. Đây là giai đoạn rất quan trọng. Nếu bỏ lỡ,
sẽ không còn hồi phục được nữa đâu. Nghe anh, ăn một miếng đi em. Em đừng có tự hành hạ mình như vậy nữa, đâu có cứu vãn được gì. Em ráng ăn đi, ăn một chút đi. Ăn đi em. Mình không thể sống như vậy được. Mọi thứ ngoài kia vẫn đang chuyển động, mình không thể nào sống vô trách nhiệm như vậy được. Nếu mình không chấp nhận được sự thật, mà sự thật vẫn đang hiện hữu trước mắt mình, thì mình chính là một kẻ hèn nhát. Long à, mẹ vô được không con? Mẹ vào đi. Mẹ để cửa đó đi. Con, mẹ mới điện cho bác sĩ, chúng đưa họ đến vô tiếp nước biển cho con. Mẹ điện thoại hỏi bác sĩ đi, con không muốn vô nước biển nữa. Sao vậy con? Con không chịu ăn uống thì phải vô nước biển mới có sức chứ con. Hôm qua vô nước biển mẹ thấy con đỡ nhiều rồi đó. Ý của con là con không muốn vô nước biển nữa, mà con muốn ăn cháo. Con muốn ăn cháo hả con? Dạ. Ngày nào mẹ cũng nấu sẵn để dưới á. Để mẹ xuống mua múc cho con ăn nha. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ không để cho mẹ lo lắng cho con trai của mẹ nữa. Cuối cùng con đã nghĩ thông suốt rồi. Hổm rày con thấy sao rồi? Còn nấu mố nữa không? Sao dì nhìn thấy con bơ phờ vậy? Dạ, tại con cứ buồn nôn hoài à dì. Con thấy dì con cũng ớn hết, con không ăn được. Mấy tháng đầu là vậy đó con, ráng lên. Con mua thêm sữa uống vô. Con không biết tương lai sắp tới sẽ như thế nào nữa, khi mà con sinh đứa bé ra đời hả dì? Mà sao con lại nói vậy? Giữa con với cậu Hữu có xảy ra chuyện gì hả? Anh Hữu, anh không muốn con sinh đứa bé này ra. Trời ơi, làm sao lại như vậy? Con cũng không biết nữa. Anh nói là bây giờ sự nghiệp chưa có ổn định, anh sợ là không có đủ điều kiện để mà nuôi mẹ con con. Vì hiện tại con rất là mâu thuẫn. Thật sự con không biết là anh đang nghĩ gì nữa. Thật lòng con không tin ảnh là người sở khanh, nhưng mà lý do anh đưa ra thật sự con không thể nào chấp nhận được. Thiệt ra biết người biết mặt chưa chắc biết lòng mà. Trước đây ông chủ có sự nghi ngờ về cậu Hữu, không muốn cho con với cậu Hữu kết hôn sớm. Bà con nói vậy sao gì? Ông chủ nói cậu Hữu có vẻ không có đáng tin lắm, mà vì thấy từ khi ông chủ bị bắt cậu Hữu thay đổi hẳn thái độ với con luôn. Bây giờ thì bắt con bỏ cái thai. Mà chuyện tình cảm của con á, dì á thì không phải là người trong cuộc, nên dì cũng không biết tới. Theo dì nghĩ á, là dì thấy làm sao dì nói vậy thôi. Mẹ vào đi. Mẹ nấu cơm xong hết rồi, xuống ăn đi con. Mẹ ăn trước đi, con chưa thấy đói.
Cô làm chút xíu việc rồi sẽ xuống ăn. Con mới khỏe lại mà làm cái gì? Để từ từ cũng được mà con nha. Con muốn tranh thủ bàn giao hết việc cho chú Sáu. Sao vậy con? Sao tự nhiên con lại bàn giao? Nè, con đừng có nghĩ chuyện dại dột nha con. Mẹ yên tâm đi, con không có suy nghĩ dại dột đâu. Con muốn lên Sài Gòn xin việc làm. Con muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Mẹ, mẹ cho con đi nha. Ừ, con muốn đi thì cứ đi, chỉ cần con vui vẻ là được. Lâu lâu về thăm mẹ. Dạ, con biết rồi. Mẹ xuống đi, con tranh thủ làm cho xong rồi con xuống ăn. Ừ. Ngân, con ăn một chút nghe. Con đừng như vậy nữa mà Ngân. Bác sĩ nói con phải mau chóng khỏe lại để còn tập vật lý trị liệu cho đôi chân nữa. Thời gian càng lâu thì càng khó có khả năng hồi phục đó con. Nè, ráng ăn một miếng đi con. Ủa, Sương. Bác Quang. Nó không chịu ăn, nó cũng không nói gì hết. Ngân. Ngân ơi, con nói chuyện với mẹ đi Ngân. Mẹ xin con mà. Con cứ như vậy hoài, con có biết là mẹ đau lòng lắm không? Ngân ơi, Ngân, mẹ xin con mà. Con nghe mẹ nói không Ngân? Dì bác. Sương. Dì bác. Sương à. Dì bác. Sương. Bác Hoàng ơi, để con đưa dì bay đi gặp bác sĩ nha. Dì bay. Mẹ. 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 Chân của tôi. Chân của tôi. Chân của tôi sao vậy nè? Ngân. 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 Chân em bình tĩnh đi Ngân. Sao vậy nè? Ngân, Ngân, rồi, 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 được rồi, em bình tĩnh đi. Ngân, em bình tĩnh đi. Ngân, em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh đi. Em nằm xuống. Nè, nè, nè. Ngân, Ngân, em bình tĩnh đi. Mẹ, mẹ em sao rồi? Dì ba đang nằm ở phòng cấp cứu rồi. Ngân nè. Em biết là em vô dụng lắm. Em biết là em mất hiểu. Em để cho mẹ phải lo lắng. Ngân. Nhưng mà anh có hiểu cảm giác của em không? Người em yêu, chồng sắp cưới của em, là anh trai của em. Em yêu anh Long nhiều lắm. Em không chấp nhận nữa. Ngân em nè. Chỉ muốn chết. Ngân, em đừng có làm như vậy Ngân à. Anh hiểu cảm giác của em, nhưng mà đó là sự thật. Em phải đối mặt với nó chứ. Em à, trên đời này ngoài tình yêu ra còn có những thứ khác quan trọng hơn mà em. Em biết mẹ em có bệnh, bác sĩ kêu dì ba phẫu thuật, nhưng mà dì ba không chịu. Em có thương mẹ em không? Vậy thì tại sao em lại làm như vậy? Dì không chịu phẫu thuật bởi vì dì muốn đợi chân của em bình phục, dì mới chịu nằm lên bàn mổ kìa. Em cứ như vậy hoài là em đang gián tiếp giết chết dì ba đó. Ngân ơi, em phải biết nghĩ cho dì ba chứ Ngân. Ngân, em đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa nha Ngân. Không được. Từ hôm nay em phải cố gắng sống vì mẹ. Em biết rồi. Em phải cố gắng sống vì mẹ của em. Đúng rồi, em phải ráng lên. Nè, em ăn miếng cháo nha. Thì ra Sương với thằng Hữu đóng kịch. Nhờ thằng Hữu nó nói chỉ có cách này á mới mong con Ngân thay đổi. Nói giả bộ nhưng sự thật cũng gần như vậy mà. Hay là cứ phẫu thuật đi Sương. Con Ngân đang cần có tôi. Nếu tôi phẫu thuật mà xảy ra chuyện gì thì con Ngân nó phải làm sao? Lúc này á,
Chắc là do tôi hợp với cái thuốc mới này nè, cho nên á tôi thấy khỏe nhiều lắm, không còn tức ngực khó thở thường xuyên như hồi trước nữa. Thiệt vậy hả Sương? Thiệt chứ sao không. Ông không thấy tôi chăm sóc cho con Ngân mấy ngày nay mà có mệt mỏi gì đâu. Nếu vậy thì tôi mừng lắm. Có gì thì Sương phải nói với tôi nghe, đừng có giấu. Tôi biết lo cho sức khỏe của mình mà. Tôi phải sống để thấy con Ngân bình phục, có cuộc sống hạnh phúc chứ. Dì ba. Hả? Bác. Sao rồi con? Dạ, con đã thuyết phục được Ngân, Ngân chịu ăn cháo rồi. Vậy thì tốt quá. Sương, mình vô với con Ngân đi. Đâu có được. Ông quên là giờ này tôi đúng ra là còn phải nằm ở phòng cấp cứu vì mới bị đau tim mà. Tôi quên. Tôi ngồi đây rồi đi lanh quanh, rồi chắc đầu giờ chiều tôi mới vô với con Ngân được. Nè, ông với thằng Hữu vô với con Ngân đi, nhớ lấy sữa cho nó uống nghe. Ừ. Đi Hữu. Dạ, mà đi bác. Ủa, con mắt con sao vậy? Dạ. Mình đóng kịch, phải đóng cho tới chứ bác. À. Cái thằng này thiệt á. Hèn chi. Con vô gì bác? Ừ. Mà đi bác. À. Mày có chỗ ở trên chảnh chưa? Tao đã nhờ thằng Hưng rồi. Cái người mà hồi đó xuống đây quay phim ở lò mình đó. Tìm nhà trọ cho tao. Cái USB mà tao đưa cho mày, khi nào mà có người bên công ty Trần Gia xuống, mày đưa nó lại. Tao đã bàn giao hết công việc rồi. Tao biết rồi. Thằng Hữu nó nói chưa nó xuống á. Sao mày không đợi gặp nó rồi đi luôn? Tao nghĩ là công việc ở lò, nó nói với chú Sáu sẽ tiện hơn. Với lại tao đâu còn làm việc trong lò nữa đâu. Tình nè, mày ở lại ráng giúp lò nha. Lọ dù sao cũng là của mày mà. Mày phải trở về chứ. Tao không biết khi nào nữa. Mẹ tao ở nhà có một mình nè. Có gì ở nhà mày qua mày chăm sóc cho mẹ tao giúp tao nha. Nè, biết vậy sao mày không ở nhà mà còn đòi đi nữa chứ? Nó đi cũng tốt mà con, bắt đầu lại từ đầu. Long, con khỏe rồi đó hả? Dạ con khỏe rồi. Vậy á, thiệt mừng cho con á. Vậy á là coi như là con yên phận của con rồi. Chỉ còn con Ngân, vì nghe bà Năm Tho bà nói, nó vừa bị liệt vừa tiệt thực, nó không chịu ăn uống gì trơn á. Bà vô duyên quá. Mới sáng sớm bộ muốn người ta chửi mới vừa lòng hả? Có sao tôi nói vậy. Dù gì á, tụi nó cũng là anh em cùng chung cảnh ngộ. Thông báo cho nó biết tình hình của đứa kia một chút có sao đâu. Tôi cũng hết nổi rồi nè. Vậy đi mau lại giùm cái đi. Không thôi tôi chửi gì cái mà chịu. Mày hổ mày. Thấy chưa, nó cà lâm mà nó cũng muốn chửi bà luôn á. Làm ơn bà đi giùm một cái đi. Đi đi. Chứ, biết gì không thèm hỏi thăm. Bà rảnh quá à. Thôi con đi nha mẹ. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ tìm người phụ việc với mẹ nha. Mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận nha con. Cuối tuần này mẹ lên thăm con. Dạ. Tao đi nha. Rảnh á mày gọi điện cho tao nghe. Đi cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Nhớ nhìn trước ngó sau nghe con. Nha. Dạ. Con đi nha mẹ. Dì Tư, bây giờ con thấy thằng Long nó đi là quyết định sáng suốt á. Chứ ở đây mà nghe mấy cái bà nó nói như bà Bảy á, bà nói tới nói lui làm sao mà chịu nổi. Dì cũng nghĩ như vậy, nên
Dù không có muốn xa nó, cũng phải cho nó đi. Mong rằng nó lên thành phố, nó sẽ dần nguôi ngoai. Ra đây con thấy làm sao? Dễ chịu hơn trong phòng đúng không? Dạ. Mẹ, hồi nãy bác sĩ nói với con á, vài bữa nữa con được xuất viện rồi đó mẹ. Vậy là mình có phải về quê không hả mẹ? Mẹ dọn đồ hết lên đây rồi, mẹ con mình sẽ không trở về dưới đó nữa. Vậy mình bỏ ba Diệp luôn hả mẹ? Mẹ nghĩ đây là cách tốt nhất cho mẹ, cho con và cho cả ổng nữa. Mẹ là người có lỗi với ổng, nhưng con thì vô tội. Con không việc gì phải trả thay món nợ đó cho mẹ hết. Mẹ, dù sao ông cũng từng thương yêu, chăm lo cho mẹ con mình, nên mẹ hy vọng sau này nếu gặp lại, con có thể tha thứ cho ông. Dạ. Ngân, ông tới rồi đó hả? Tôi vừa mới đi gặp bác sĩ về. Tôi đã đăng ký cho con Ngân khóa tập vật lý trị liệu. Chắc hai bữa nữa là nó có thể xuất viện. Tôi cũng đã lo chỗ ở cho hai mẹ con. Cảm ơn ông. Có gì mà cảm ơn, tôi lo cho con của tôi mà. Bà biết con nhất thời không tiếp nhận được ba, nhưng không sao hết. Ba chỉ cần con cho ba được chăm sóc cho hai mẹ con. Con Ngân à, nếu nói về quan hệ của mẹ với ổng thì ổng là người đáng trách, nhưng với con, ổng không có lỗi gì hết. Nên nếu con nhận lại ba con, mẹ cũng không có buồn phiền gì đâu. Nếu con không muốn gọi ba là ba, con gọi là chú Hoàng cũng được mà. Bệnh viện, con biết là ba chăm sóc cho con, ba lo lắng cho con nhiều lắm. Con biết là chuyện ngày xưa giữa ba mẹ con không có quyền phán xét, nhưng mà dù sao đi nữa, ba vẫn là ba ruột của con. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Từ nay ba sẽ lo lắng, thương yêu con cho đến cuối cuộc đời của ba. Con, con.
bác hai. Ừ. Vô đi. Dạ. Từ hôm bữa tới nay con chưa có dịp gặp bác hai để xin lỗi. Con xin lỗi vì đã phá kế hoạch của bác. Bác không trách con. Biết đâu đó lại là điều tốt. Mấy tuần nay mẹ con Ngân bỏ nhà đi. Bác thấy cô đơn quá. Có lẽ bác đã sai rồi. Bác hai, bác không có sai. Con chỉ không tán đồng cách trả thù của bác thôi. Con về ông Hoàng, con sẽ có cách trả thù hoàn hảo, có lợi hơn. Tùy con thôi. Bây giờ bác không muốn trả thù gì nữa hết. Không biết bao giờ, không biết đến bao giờ bác mới gặp lại được bà. Bác hai à, có điều này con muốn nói với bác. Bác đừng nói với dì ba nha. Dì ba không đáng để bác nhớ thương đâu. Con nói vậy là sao? Dì ba bây giờ đã chấp nhận tình cảm của ông Hoàng rồi. Họ bây giờ đang là gia đình ba người rất hạnh phúc. Thật ra con có nhắc về bác, nhưng mà dì ba nói là dì ba không thèm quan tâm. Bây giờ trong mắt dì ba chỉ có ông Hoàng thôi. Trời ơi, khốn nạn! Bà nói vậy thiệt hả? Dạ. Con cũng thấy bất bình thay cho bác. Bây giờ họ đang sống rất hạnh phúc trên nỗi đau của con và mất mát của con, mà không có một ai có một chút ái ngại gì hết. Cái bọn khốn nạn đó, bác sẽ cho tụi nó biết tay. Bây giờ con dẫn bác lên thành phố, bác tính sổ với tụi nó. Bác hai, bác bình tĩnh đi. Bác cứ ngồi yên nghe con nói nè. Họ có tiền, có thế, bác đấu trực diện là chỉ có thua thôi. Không nên vào lúc này bác à. Bác cứ giữ gìn sức khỏe, chờ thời cơ rồi cùng hoạt động với con. Mẹ đẩy con ra ngoài này, con ngồi ở đây có khí trời cho nó thoáng nghe. Nè, con thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhức chỗ nào nữa không con? Con hết đau nhức rồi mẹ. Chỉ có cái chân của con không có cảm giác gì hết đó mẹ. Bác sĩ nói con phải tập vật lý trị liệu thì mới dần dần hồi phục được. Mẹ, thời gian con tập vật lý trị liệu lâu lắm, cũng chưa biết chừng nào con mới đi lại được. Mẹ, hay là mẹ phẫu thuật tim trước đi mẹ. Mẹ lúc rày không có còn đau tim nữa, thấy khỏe hơn nhiều. Mẹ đợi được mà. Với lại phẫu thuật cũng nhiều rủi ro, mẹ muốn thấy con đi lại được rồi thì mẹ mới yên tâm. Mẹ nghe lời con đi mà, mẹ phẫu thuật đi mẹ. Thôi được rồi, nếu như muốn mẹ mau phẫu thuật á, thì con cũng phải cố gắng phục hồi cho thiệt lẹ. Đi lại được thì mẹ mới yên tâm phẫu thuật ha. Ngồi đây, mẹ chạy đi hỏi bác sĩ một chút nghe. Đừng có đi đâu hết nghe không? Dạ. Không có đẩy xe đi tới đi lui coi chừng té đó. Dạ.
Ngân à. Chuyện gì vậy hả? Dạ không có. Hồi nãy con tính ngắm cảnh, cho nên con nhìn vô cái thanh cửa rồi con bị té thôi. Cũng may là có anh kia tốt bụng, ảnh đỡ con vậy. Thiệt tình á, mẹ đã dặn con rồi, con điều khiển xe chưa có quen, cho nên là sao mà không nghe lời để cho té vậy hả? Thôi, để mẹ đưa con vô phòng nghe. Long, lâu quá rồi tôi không gặp Long. Long gọi nước đi. Dạ, cho hỏi anh dùng gì? Cho anh cà phê sữa đã. Dạ, đợi em chút. Cảm ơn. Long lên thành phố, sao Long không điện thoại cho tôi? Tôi cũng mới lên thôi, tôi phải lo ổn định chỗ ở, cho nên chưa muốn liên lạc với ai hết. Long tính lên đây để tìm việc làm hả? Ở dưới Lò Gốm mọi chuyện đang thuận lợi mà. Tôi muốn thay đổi hoàn cảnh sống của mình một chút. Hay là Long lên đây dì Ngân. Cảm ơn. Dạ, mời anh. Nếu Long dì Ngân, tôi khuyên Long là mình nên bỏ đi. Long biết bây giờ là không thể mà. Tôi nghe bác Hoàng nói hồi chiều Long có vô bệnh viện. Ông Kiêu Hữu gọi điện thoại cho tôi hả? Ừ. Bác Hoàng nói bác có điện cho Long mà Long không bắt máy. Với lại tôi cũng muốn gặp Long. Long là bạn của tôi mà. Tôi cũng không muốn Long á cứ phải cố chấp như vậy. Vì Long cứ muốn gặp Ngân như vậy á thì làm sao hai người có thể buông tay nhau ra được. Tôi thật lòng muốn thay đổi cuộc sống, chứ không phải lên đây đi gặp Ngân. Chỉ là tôi nghe nói tình trạng của Ngân không tốt, cho nên tôi mới lén vô bệnh viện ghé thăm Ngân cô sao thôi. Hữu có nghe bác sĩ nói chân của Ngân có khả năng phục hồi không? Ừ. Bác sĩ nói nếu như điều trị đúng cách thì chân của Ngân sẽ hồi phục được. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì từ nay tôi sẽ không đến gặp Ngân nữa. Hữu phụ với dì ba chăm sóc cho Ngân giùm tôi nha. À không, nếu Hữu có rảnh thì vô phụ với dì ba. Ông yên tâm đi, hôm nay tôi đều ở suốt trong bệnh viện mà. Ngân cũng đã thông suốt gần lại bác Hoàng rồi. Tôi nghĩ Long cũng nên mở lòng với bác. Chuyện này đâu phải lỗi do bác. Bác thương Long nhiều lắm. Thôi, tôi phải về đây. Ngày mai tôi còn phải đi phỏng vấn tiếp. Long, có gì cần Long cứ điện cho tôi nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn Hường. Về đây không sợ bị phát hiện sao? Ở trên hết tiền rồi, với lại có người đánh hơi ra tìm đến tận nơi luôn. May là tôi nhanh chân thoát được. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tạm thời tôi sẽ ở đỡ với ông nha. Ông bị điên hả? Rồi lỡ bị phát hiện thì sao? Thì trách nhiệm của ông là không để người ta phát hiện ra tôi mà. Nếu không thì chết chung. Được, cứ tạm đây đi, sau đó tôi sẽ tìm nhà trọ khác cho ông. Ok, đi đường chưa giờ đuối rồi,
Giờ ở phòng nào? Nhà có một phòng thôi. Anh đúng là xấu nhỏ, suýt cua được tiểu thư con nhà giàu. Ai về ông già lại đi tù. Chia buồn nha. Chó này, chưa kịp đối phó với nó thì nó mò về rồi. Sao anh không nghe máy của tôi? Sao tới khuya vậy em? Không tới khuya thì làm sao tôi gặp được anh? Anh tính trốn tôi đến khi nào đây? Tôi bận. Anh bận? Anh nói với tôi, anh bận là bận cưa cẩm người con gái khác đó hả? Cô điều tra tôi đó hả? Phải, tôi điều tra anh đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng là anh có nỗi khổ gì đó, cho nên anh mới chia tay tôi. Thì ra anh có mới nới cũ. Anh thấy hoàn cảnh của tôi bây giờ thê thảm, cho nên anh mới bỏ tôi đến với người con gái khác chứ gì. Hết yêu thì chia tay. Anh hết yêu tôi hay là vốn gì anh chưa hề yêu tôi. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ về cách anh đối xử với tôi. Có phải anh phát hiện ra gì ba của tôi giàu có, cho nên anh mới quyết định yêu tôi phải không? Em muốn nghĩ sao thì tùy. Tóm lại là chuyện hai đứa mình chấm dứt đi. Được thôi, thì chấm dứt. Bây giờ tôi sẽ đi đến tìm cô Ngân đó, để coi cô ta có nói nghĩ sao thì tùy như anh hay không. Cô dám đâu? Có chuyện gì mà ôm sầm quá vậy? Cô bị sao vậy? Nè, sao không đưa cô đi cấp cứu? Coi chừng cô chết bây giờ đó. Chết rồi. Ông nói gì? Không được rồi, thôi tôi chuồn nha. Ông đứng lại đó. Tính bỏ chạy à? Nhưng mà tôi có bị gì ông cũng đều liên quan. Nhưng mà cái chuyện này, nhưng mà bây giờ phải tính sao chứ. Nếu có một xác nữ chết trôi trên sông, không quần áo, không giấy tờ tùy thân, thì công an sẽ rất khó đi. Dạ, chào ông chủ. Chào chị. Chào cô. Dạ, chào cậu. Dạ, chào gì. Trong đây là phòng của cô Ngân, tôi đã dọn sạch sẽ rồi. Cảm ơn chị. Dạ, đâu có gì đâu. Sao ông thuê nhà rộng vậy? Có hai mẹ con tôi thôi mà. Tôi muốn Sương với con Ngân ở cho thoải mái, vì đây cũng là nhà cháu của chị Sáu. Mấy đứa đi lao động ở nước ngoài hết rồi, nhà cũng để không. Kể từ nay chị Sáu sẽ qua ở với mẹ con bà. Thôi khỏi, tôi lo được rồi. Dạ không sao đâu, cô Ngân á đang điều trị. Ông chủ tính vậy á là phải rồi. Có gì đâu mà chị ngại. Chị á với lại cô Ngân mà về bển á, nhưng mà ông chủ biết thế nào chị cũng không chịu, nên mới để chị về đây. Ngân, con nghỉ ngơi đi nghe. Sáng mai là bắt đầu một chặng đường khó khăn rồi. Dạ. Anh Hữu. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Hôm nay anh cứ bận rộn chăm sóc cho em không à? Có gì đâu. Mà giữa anh với em á, em đừng có khách sáo như vậy nữa. Thôi à, để tôi xuống bếp tôi nấu cơm nha. Để tôi đi phụ chị. Dạ. Thôi, hai đứa cứ trò chuyện với nhau, ba ra ngoài một chút. Dạ, con thưa bác.
uống hết nước đi, rồi anh đưa em vô phòng nghỉ ngơi. Đây là phòng của em đó. Để anh đỡ em. Cũng ổn rồi, anh Hữu đừng lo nữa nha. Anh không cần phải chăm sóc cho em thường xuyên vậy đâu. Bộ thấy mặt anh hoài em chán lắm hả? Ừ, không phải vậy đâu. Em chỉ sợ anh Hữu bận công chuyện thôi à. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất của anh là em đó. Anh phải chăm sóc cho em thường xuyên, để mau bình phục em sẽ mau chóng đi lại được thôi. Ngân à, em cũng biết tình cảm của anh dành cho em mà. Em cho anh cơ hội được chăm sóc em nha. Anh Hữu, lúc trước em đã nói rõ với anh rồi. Anh được đối xử với em tốt quá. Bất công em thấy có lỗi với anh. Không sao, anh có thể chờ em mà. Vết thương là cũng sẽ lành, anh tin là như vậy. Nhưng mà vết thương có thể để lại sẹo. Mà vết sẹo sẽ không bao giờ lành được đâu anh. Bây giờ công nghệ tiên tiến xóa sẹo rất là dễ. Mà do em đó, em có muốn hay không thôi. Ngân nè, bây giờ cho dù thế nào đi nữa cũng có anh, có ba mẹ em ở bên cạnh. Em phải cố gắng lên, có biết không? Em thấy đói bụng quá à. Hay là anh Hữu giúp em? Thôi được rồi, để anh xuống lấy đồ ăn cho em. Thằng Long ở đây hả con? Dạ đúng rồi bác. Long ở chỗ này nè. Để con tháo cho. Long ơi, Long ơi, Long ơi, Long ơi. Ê Long. Long. Long, con. Ông tới đây làm gì? Sao Hữu lại cho ông ta tới đây? Bác Hoàng muốn tới gặp Long. Nhưng mà tôi không muốn gặp ông. Hai người về đi. Long à, con nói đi Long, ba phải làm sao con mới tha thứ cho ba? Lỗi do ông gây ra với mẹ tôi và dì Ba Sương. Chuyện của ba người không liên quan gì đến tôi. Người bắt cóc tôi là bà Chính. Tôi và Ngân yêu nhau, tổ chức đám cưới cũng không phải là lỗi của ông. Nếu Long đã hiểu được vậy rồi, tại sao Long lại còn xua đuổi bác Hoàng? Nhưng tôi không muốn xác lập mối quan hệ cha con với ông. Như vậy có nghĩa là tôi sẽ trở thành anh hai của Ngân. Tôi không muốn dính líu gì với ổng và Ngân cả. Tôi xin ông đó, ông đừng đến tìm tôi nữa. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình được. Long, Long. Bác Hoàng. Bác Hoàng ơi, bác Hoàng. Bác ơi, bác đừng buồn nữa. Bác cho Long thêm thời gian đi. Con nghĩ mọi chuyện sẽ ra đột ngột quá, Long vẫn chưa đủ dũng khí để chấp nhận thôi. Mình về nha bác.
Mẹ, con chuẩn bị xong hết chưa? Con xong hết rồi mẹ. Bác sĩ nói đây sẽ là giai đoạn khó khăn vất vả, con nhất định phải kiên trì, không được bỏ cuộc, biết không? Dạ. Dạ, con chào gì? Hữu. Dạ, hôm nay con tới để đưa Ngân đi tập vật lý trị liệu. Anh Hữu, bộ bữa nay anh không đi làm hả? Anh xin nghỉ buổi sáng. Mẹ với ba đưa em đi được rồi. Anh nghĩ làm cho mất công vậy? Thì hôm nay là ngày đầu tiên của chặng đường khó khăn sắp tới của em mà. Anh phải tới để còn động viên em chứ. Cảm ơn con nhiều lắm nghe Hữu. Dạ, có gì đâu gì. Bây giờ mình đi luôn nha. Khoan đã, chờ một chút. Ông Hoàng tới rồi đi luôn. Dạ. Ba. Ngân, con. Dạ, con chào bác. Mới tới hả con? Dạ. Sao sắc mặt của bác không tốt? Bác không được khỏe sao? Bác chỉ hơi cảm một chút thôi. Không sao. Người bác nóng quá. Bác sốt rồi đó. Bác không sao đâu con à. Ba không khỏe, ba ở nhà đi. Có mẹ đi với con được rồi mà ba. Hôm nay ngày đầu tiên con đi tập vật lý trị liệu mà. Ba muốn đi cùng con. Thôi mình đi. Dạ. Dạ, vậy để con đẩy Ngân cho. Ông nhắm ổn không đó? Tôi không sao mà. Tôi chỉ hơi nóng một chút thôi. Sao rồi? Coi cái gì mà căng thẳng vậy? Tôi đang coi tin tức. Đã 2 ngày rồi, sao không thấy báo chí đưa tin phát hiện xác của Liên? Biết đâu mấy ngày nữa mới nổi lên thì sao? Vậy thì càng khó xác định thân phận. Chưa thấy xác thì chưa thể xác định được gì. Còn anh, tôi đã nói là đừng có đi lung tung rồi. Công an đang tìm anh đó. Anh cứ yên tâm, giờ này đâu có nhiều người. Mà tôi cũng bị trang rồi, không có ai thấy đâu. Tôi đang liên lạc với thằng bạn bên Lào. Tôi sẽ qua đó nhờ nó giúp đỡ tôi làm ăn. Anh đưa thêm cho tôi 50 triệu nha. Anh làm như tôi là cái bái in tiền à? Đó giờ tôi đưa cho anh rất nhiều rồi. Nè, anh cũng nên nhớ, tôi đang giữ bí mật của anh đó. Khó khăn làm anh dễ quên quá. Anh đừng quên, lúc đó anh và tôi cùng quăng ly xuống. Nè, anh ngồi xuống. Cũng tốt, cùng trên lưng cọp thì sẽ bảo vệ nhau, đúng không? Vậy thì 50 triệu này tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng mà là cho mượn, tôi cũng không còn nhiều tiền đâu. Ok, sao cũng được, miễn là có tiền. Mẹ, ba con bớt bệnh chưa mẹ? Cũng còn con. Mẹ nghe chị Sáu nói đợt này ổng bệnh cũng nặng, chắc do lao lực rồi đủ thứ chuyện.
Mẹ đi nghỉ đi mẹ. Ô, anh dạ, Hữu. Con chào. Ủa? Dì Hữu. Ngân. Tới trễ vậy con? Dạ, con mới xong việc ở công ty nên chạy qua đây thăm Ngân một chút. Anh đi làm cả ngày đã mệt rồi, sao tối không về nhà nghỉ ngơi đi? Hôm qua anh tới thăm em rồi mà. Thôi, hai đứa ở đây nói chuyện, để mẹ xuống nói chuyện với dì Sáu một chút. Dạ. Để em tự làm được rồi. Để làm cho, anh biết làm mà. Ngày nào mà không gặp em là anh không có yên tâm được. Không biết hôm nay em trị liệu sao rồi? Em mới trị liệu được có 2 ngày mà, chắc chưa có tiến triển gì đâu. Bác sĩ nói với em còn lâu lắm. Em nè, em phải cố gắng, không được bỏ cuộc đó. Ừ, em biết mà, em tự làm được rồi. Anh đi về nghỉ đi. Em mới gặp anh, em đã đuổi rồi hả? Dạ không, em chỉ sợ anh Hữu mệt thôi mà. Mệt cách mấy á, chỉ cần được mỗi ngày nhìn thấy em là anh vui rồi. Em cho anh cơ hội được chăm sóc em nha. Anh Hữu, lúc trước em đã nói với anh rồi mà. Lúc đó khác, bây giờ khác chứ. Em với Long bây giờ đã là anh em rồi. Anh xin lỗi nha. Không có gì hết. Dù gì đó giờ anh cũng vẫn rất yêu em. Ngày xưa chỉ biết Long và em yêu nhau cho nên anh mới rút lui. Còn bây giờ anh sẽ không phạm sai lầm như là ngày xưa nữa. Anh sẽ ở bên em, chăm sóc cho em. Tới khi nào em chấp nhận tình cảm của anh thì thôi. Anh Hữu, em có quyền không yêu anh, nhưng yêu em đó là quyền của anh. Dạ, dì ba. Dì mới kêu chị Sáu về bển chăm sóc cho ông Hoàng. Ở đây dì với con Ngân tự lo được rồi. Con cũng nghe anh Khánh nói bác Hoàng bệnh cũng nặng. Dì à, con tính sáng mai con qua thăm bác. Mà cái này con nghĩ một phần cũng là do tâm bệnh đó dì. Ba em bị bệnh gì hả? Thằng Long đó, nó vẫn chưa chịu nhận bác Hoàng. Mấy hôm trước anh với bác Hoàng có đến nhà Long, thằng Long nó xua đuổi bác Hoàng về. Chắc nó vẫn còn giận ổng. Gì? Không phải đâu. Con thấy Long nó đã thông suốt rồi, nó không giận bác Hoàng nữa. Chỉ là Long nó không đủ can đảm để chấp nhận sự thật, không muốn nhìn nhận cha con với lại bác Hoàng, không muốn làm anh trai của Ngân. Con biết rõ tính nó, nó yếu đuối lắm. Con đã nói rõ với nó rồi, nhưng nó không đủ can đảm để đối mặt như vậy thì làm sao buông bỏ được. Con rất muốn nghĩ cách giúp nó, nhưng chưa biết cách nào để giúp hết. Ngân, em giúp nó đi. Anh nói gì? Em hả? Ngân nè, hai người cứ tránh mặt nhau như vậy á, không phải là cách đâu. Khúc mắc trong lòng của thằng Long chính là em đó. Dì thấy không nên đâu con. Cứ để cho thằng Long thêm một thời gian nữa. Dạ, tại con chỉ muốn giúp cho Long với lại bác Hoàng thôi. Thấy bác Hoàng khổ tâm vì chuyện của Long, con cũng thấy khổ tâm lắm dì ba. Dạ thôi, con xin phép về. Em nghỉ ngơi nha. Có gì ngày mai anh sẽ qua thăm em. Anh Hữu về. Dì ba, có chuyện gì á, dì ba cứ gọi cho con nha. Ừ, dì biết rồi. Con về cẩn thận đó. Để dì mở cửa. Dạ thôi dì ba, con tự mở rồi tự đóng được rồi. Con về. Anh về ngân. Con còn nghĩ tới chuyện thằng Hữu nói hả? Mẹ biết, con cũng đang cố gắng vượt qua chuyện cũ. Con còn đang giúp bản thân mình mà. Còn thằng Long,
Mẹ nghe nói nó cũng đã bắt đầu kiếm việc làm. Thời gian rồi nó cũng sẽ quên thôi. Chứ hai đứa gặp nhau chỉ thêm đau lòng, mà chưa chắc đã giải quyết được chuyện gì. Nè, khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đi mẹ. Con còn phải ngủ sớm đi nha. Dạ. Có gì thì gọi mẹ. Đi đâu vậy? Anh tới đây để phỏng vấn xin việc làm. Phỏng vấn ở đây hả? Ừ. Đây là công ty của em đó. Em làm ở đây hả? Ừ. Dạ, cho em gửi nước nè. Cảm ơn em. Cho em gửi. Cảm ơn em. Cà phê của anh. Cảm ơn. Dạ, chị cảm ơn chị. Anh phỏng vấn có thấy ok không? Có vẻ ổn lắm, chỉ còn một vòng nữa thôi. Công ty của em á, chế độ cũng ok lắm á, môi trường cũng tốt nữa. Anh mà vô làm á thì mình thành đồng nghiệp rồi. Anh sao vậy? Mọi khi á, anh cứ nói suốt không có ngừng mà. Ngày xưa khen theo đuổi em, cho nên anh mới nói nhiều như vậy. Anh vẫn còn buồn chuyện cũ đúng không? Em thấy cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi anh. Em quen thấy anh lông cà rỡn rồi, nhìn anh vậy em không thấy vui chút nào. Anh không sao, cái gì cũng cần phải có thời gian mà. À, em sao rồi, có bạn trai mới chưa? Em chưa có nữa. Bây giờ em chỉ muốn tập trung lo cho công việc thôi. Anh nghe điện thoại cái nha. Alo, có chuyện gì không Hữu? Bác Hoàng bệnh hôm nay á, Long có biết không? Ông bệnh có nặng không? Cũng nặng. Long nè, hay Long qua thăm bác đi. Tôi tới cũng có làm được gì đâu, bác sĩ mới là người giúp được cho ông mà. Long nói vậy mà nghe được hả? Một phần bác bệnh cũng là do tâm bệnh, mà Long cũng biết. Bác Hoàng là ba của Long, Long phải thương bác Hoàng chứ. Còn với tôi nè, như tôi bây giờ á, muốn có ba để mình chăm sóc mà cũng không có. Thôi được rồi, Hữu nhắn cho tôi địa chỉ nhà đi, bây giờ tôi sẽ chạy qua đó. Ừ, có gì tôi sẽ nhắn liền qua cho Long. Ok. Chào Long. Có chuyện gì vậy anh? Chú Hoàng bị bệnh, Hữu điện thoại cho anh qua thăm ông ta. Chú Hoàng? Ba của anh sao anh gọi là chú Hoàng? Dù gì chú Hoàng cũng là ba anh mà. Mai mốt nếu có chuyện gì xảy ra, anh có hối hận cũng không kịp á. Anh biết rồi, anh cảm ơn em. Có gì đâu mà cảm ơn, mình là bạn bè mà. Bây giờ anh tới thăm chú liền đi. Vậy có gì anh đi trước nha. Cứ giùm anh cái. Để mẹ mở cho. Anh Hữu mới tới chơi. Làm gì ngồi thẫn thờ vậy?
Hôm nay á, con tính qua thăm bác Hoàng, tiện thể ghé thăm Ngân chút. Em với mẹ em cũng định là sáng mai đi thăm ba. Vậy hả? Dạ. Dì ba, tiện thể hôm nay con đi, dì ba với Ngân đi với con luôn. Mẹ, hay là hôm ấy bây giờ mình đi chung với anh Hữu luôn đi mẹ. Thôi, con với thằng Hữu đi đi. Mẹ ở nhà được rồi. Mẹ, mẹ cũng tính đi rồi mà. Tại không ai đi với con, cho nên mẹ mới tính đi. Với lại chị Sáu nói ông cũng đỡ rồi. Vậy thôi, dì ba cứ ở nhà, để con với Ngân đi là được rồi. Ừ, tụi con đi đi. Vậy con đi với anh Hữu nha mẹ. Ừ. Có lẽ là vì ba còn ngại nên không muốn qua thăm bác Hoàng. Em thấy mẹ vẫn giữ khoảng cách với ba. Vì em nên mẹ mới nhượng bộ qua lại với ba thôi. Vì ba cũng đã đoạn tiệc với bác Hai Diệp. Còn bác Hoàng là người rất tốt. Em cũng không biết nữa. Tuy là mẹ không đến thăm ba, nhưng mà em cũng hay nghe thấy là mẹ hỏi thăm dì Sáu tình hình của ba lắm. Còn ở dưới quê, mỗi lần mà dì Năm gọi điện thoại lên là mẹ hay lén hỏi thăm tình hình ba Diệp của em ở dưới quê. Hai người đó đều yêu dì Ba Sương hết. Bác Hai Diệp vì yêu mà sinh hận. Còn bác Hoàng vì yêu mà đau khổ suốt mấy chục năm qua. Trong người ba khỏe chưa? Ba thấy cũng đỡ rồi. Mấy hôm nay ba không có đi tập với con. Ba đang bệnh mà. Ba cứ ráng nghỉ ngơi đi nha. Ba đừng có lo gì cho con hết. Có mẹ đi với con, rồi có anh Hữu đưa đón con hàng ngày nữa mà. Cố gắng lên nghe. Dạ. Vô đi. Long, Long tới thăm bác Hoàng hả? Bệnh của ông sao rồi? Ba cũng đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói do bác Hoàng làm việc lao lực một thời gian dài nên kiệt sức, nên bây giờ bác Hoàng phải nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian. Con tìm được việc làm chưa? Tôi vẫn đang đi tìm. Nếu ông khỏe rồi thì tôi về. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Long à, có rảnh nhớ ghé thăm ba nghe con. Anh Long nè, tụi mình có thể nói chuyện một chút được không anh? Ba nằm nghỉ đi. Hai người nói chuyện đi, tôi đi vô trong. Cảm ơn cậu.
Chưa có em sao rồi? Em vẫn đang tập vật lý trị liệu mà. Anh Long, em đã nhận ba rồi. Hai anh cũng nhận lại ba luôn. Nhận lại ba rồi nhận luôn đứa em gái luôn phải không? Việc mình là anh em, em cũng đã chấp nhận rồi, cũng không còn tình cảm trai gái gì với anh nữa. Ba của anh là ba ruột của tụi mình mà, anh được đối xử với ba như vậy nữa hả anh hai? Anh hai vô thăm ba đi, nói chuyện với ba đi. Ba đang bệnh rất nặng, chứ không phải đỡ như ba nói đâu. Long đâu rồi? Có chuyện gì hả? Không, em đã nói rõ ràng với anh Long rồi, chắc anh cũng hiểu. Có gì anh khuyên ảnh thêm giùm em. Anh biết rồi. Nhi hả? Có chuyện gì vậy em? Dạ cũng không có gì. Mà em không ngờ là anh vẫn lưu số của em á. Em tưởng đâu là anh quá lâu rồi chứ. Đợt giận em quá, anh đã xóa rồi. Nhưng xóa thì xóa, chứ anh vẫn còn nhớ số em. Tại vì đã theo đuổi em mấy năm trời rồi mà. Vậy bây giờ anh lưu lại đi nha. Em cũng bỏ chặn anh rồi. Ừ, anh biết rồi. À, em điện thoại cho anh có gì không? Em tính hỏi thăm anh thôi. Anh qua nhà chú Hoàng sao rồi? Truyền thông tin tốt đẹp. Anh được gặp ba và được nhận là em gái, gọi bằng anh hai nữa. Em gái? Ngân cũng ở đó hả? Ngân đã nói là không còn tình cảm gì với anh hết và muốn anh phải đối mặt với sự thật. Ngân đã nói cũng đúng mà. Anh với Ngân nên bắt đầu cuộc sống mới. Anh cũng đang cố gắng cuộc sống mới đây. Thì anh nhắn cho em địa chỉ anh đi. Để rảnh rảnh em qua chơi với anh cho anh đỡ buồn ha. Thôi, phiền em lắm. Có gì đâu mà phiền, mình là bạn mà.
Anh mà không cho em địa chỉ em giận anh luôn đó. Thôi được rồi, anh sẽ nhắn cho em. Bye em nha. Dạ. Trời ơi, người ta vớt cái xác ghê quá hả? Anh Hữu. Nè, trong giờ làm việc em coi cái gì mà la sùm vậy? Nè, em cho coi này nè. Gì á? Nè, người ta đang vớt được một cái xác chết nữ á, xình lên rồi đó mà không có mặc quần áo gì hết trơn, thấy ghê lắm luôn. Ghê thiệt. Mà nè, anh để quên USB ở nhà rồi, anh Khánh mà có hỏi anh á, đó anh chạy về lấy rồi anh quay vô liền nha. Dạ. Cậu, cho con hỏi thăm. Hồi sáng á, ở cái sông này trục vớt một cái xác nữ, có đúng không cô? Thấy ghê lắm kìa, mặt sưng phù hết trơn, không có nhận được đâu. Với lại không có mặc quần áo, không giấy tờ tùy thân gì hết. Cái này chắc là bị cướp rồi hiếp đó. Công an á, sáng nay có hỏi tôi với mấy người xung quanh nè, có biết chuyện gì đâu nói. Hồi sớm mơ á, có cái ông kia kìa, ông đi tập thể dục á, ông phát hiện thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Cháo đi. Còn để đó lát nữa còn ăn. Sao rồi, chuyện công tác của con thế nào? Dạ thành công tốt đẹp cậu. Ngày mai bên công ty mình sẽ soạn bản hợp đồng rồi giao qua bên công ty đó. Tốt lắm. Cũng nhờ có con với thằng Hữu, thời gian này gánh thay phần việc của cậu. Trách nhiệm của con mà, cậu cứ an tâm tình dưỡng đi. Con cố gắng lên. Dạ. Một thời gian nữa chắc cậu sẽ nghỉ hưu sớm thôi. Sao vậy cậu? Cậu vẫn còn khỏe mà. Ngày xưa cậu lấy công việc để lấp đi nỗi buồn, giờ cậu muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh con Ngân. Dạ. Thôi cậu ăn miếng cháo đi. Long, ba khỏe chứ? Con chịu gọi ba là ba rồi hả? Thì ba là ba của con mà. Thay vì trốn tránh như trước đây, bây giờ con sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Con sẽ không để cho ba và mọi người buồn phiền như con nữa đâu. Con nghĩ được như vậy, ba vui lắm. Ba hãy ráng tình dưỡng cho mau khỏe, để con phụ với dì ba chăm sóc cho em Ngân nha. Nói như vậy, Long với Ngân cũng nhận nhau luôn rồi hả? Tất nhiên rồi, tụi tôi là anh em mà. Cả anh nữa, anh cũng là anh họ của tôi mà, đúng không? Anh sao vậy? Hay là anh không muốn nhận thằng em này? Không phải, tại vì anh hơi bất ngờ thôi. Nghe mấy ngày trước, em định đuổi cậu về nữa mà. Thì bây giờ em đã thay đổi rồi, em phải sống một cuộc sống mới. Trở về là em như lúc trước. Ba, con đút cháo cho ba ăn nha. Con. Ba phải ráng ăn, ăn rồi uống thuốc, như vậy mới mau khỏe được. Thôi được rồi, để ba tự ăn. Kìa ba, ba đang mệt mà, để con đút cho ba ăn. Cậu có để cho Long thể hiện lòng hiếu thảo đi, không thôi nó lại buồn đó. Ba có biết không, con thích được đút cho ăn lắm. Hồi xưa tới 8 tuổi mà mẹ nhớ còn đút cho con ăn đó. Vậy hả? Con đúng là được cưng chiều quá.
cậu cố gắng ăn hết tô cháo nha. Con đi vô công ty. Ừ. Em coi đút cháo cho ba em ăn đi. Đợi ba khỏe lại, con với ba cùng về dưới thăm chị Tư nghe. Dạ, con cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng mà chắc con sẽ ở lại đây làm gì, không về dưới nữa đâu. Ừ, ba thấy con nên ở trên này. Nếu được, con đưa chị Tư lên trên này ở chung với con đi. Dạ, con cũng tính vậy đó ba. Ừ. Anh mới xuống máy bay thôi. Giờ anh phải vào công ty giải quyết một số chuyện đó mà. Tối qua với em. Ok em, bye bye nha. Anh mới về. Tôi tạt qua nhà cất hành lý, thấy thằng Long ở đó, còn nhận cậu tôi nữa. Không biết có ý đồ gì đây. Chắc là vì gia tài thôi. Thằng đó, nó tham vọng lắm. Anh tiếp xúc anh cũng biết mà. Đúng là so với thằng Tình, nó không dễ đối phó chút nào hết. Dạ, em xin lỗi. Alo. Trời. Được rồi, tôi sẽ báo lại với anh Khánh. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, công ty Minh Thiện mới vừa bị công an lập biên bản vì sản xuất buôn bán gỗ lậu. Sao lại như vậy? Công ty này cậu giới thiệu cho tôi mà. Dạ, em cũng đâu có ngờ. Cứ tưởng á là nguồn hàng của họ đáng tin cậy. Có nhiều công ty muốn hợp tác với họ lắm. Không chỉ riêng công ty mình, mình chỉ bị hại thôi, chắc là không sao đâu anh. Cậu theo dõi vụ việc này đi. Có gì báo cho tôi. Dù không liên quan, nhưng cũng nên phòng ngừa để ứng phó kịp. Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi anh. Đi làm việc đi. Chở về hả? Chút tôi chở Năm về nha. Thôi, cho ly nước mía bay. Tôi đi bộ chút xíu tới nhà rồi. Chở cái gì mà chở? Năm cứ vậy hoài. Phải đi gần á thì đâu ghé đây dễ lâu uống nước mía đâu. Xa chứ bộ. Ông cứ như vậy không à? Người ta thấy người ta đồn tầm bậy tầm bạ nữa. Ta đồn hồi đó tới giờ đâu phải mới đồn để đồn sợ. Dạ, nước mía nè anh ba. Tôi nói rồi, Năm đợi tôi đi chung lên chỉnh thăm con Ngân. Chỉ trốn điên mình, không cho tôi hay gì hết. Tôi đi với con Nguyên, ông nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nói cho ông đi chung hả? Không biết chừng nào tụi mình mới ở chung bên nhau được thiệt tình chứ. Có ông cố chấp á, tôi đã nói là bạn thôi. Lo tập trung lo cho hai đứa con gái kìa. À, mà hôm qua tôi đi chơi ở trung tâm thương mại với con Nguyên, tôi gặp con Nhi á. Nó có chào hỏi gì Năm không? Không, tôi không có kêu nó. Nó đi tuốt ở bên giải kia kìa. Nó đi với cái thằng nào cũng đẹp trai lắm, mà nhìn tụi nó thân mật nữa. Bộ bạn trai nó hả? Không biết, đâu nghe nó nói gì đâu. Chắc nó giấu ông đó. Ông khó quá mà. Nó sợ ông la nó đó. Làm chưa có chuyện đó. Nó chịu ai là tôi chịu hết. Ê, anh Hai Diệp kìa anh. Hiệp sĩ sai. Coi anh Hai Diệp kìa. Cũng tại ổng thôi, bây giờ còn kêu réo cái gì. Hồi xưa thì đối xử tệ bạc với người ta. Thằng này á, gọi là tình yêu quá ra hận thù, càng yêu càng hận. Thôi đi ông ơi, ông lậm phim quá rồi. Hồi xưa có vợ có con mà không biết quý, gây ra biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ một mình chèo quéo. Tôi chưa thấy cha nào ác như cha này nha. Vậy đó mà cho hai đứa nhỏ cưới nhau. Tôi gặp mặt cha này là tôi hận à. Tôi hận như vụ đánh tôi bậm á. Thôi, ổng ác kệ ổng, để cho ông trời phạt ổng. Chúc anh trở về ha. Anh ơi, chết rồi. Hả? Anh coi nè. Chuyện gì nữa? Một số bài báo đưa tin công ty mình nhập gỗ lậu từ bên Minh Thiện. Anh coi đi, không phải một bài đâu, ở dưới này nữa nè. Tại sao tụi nhà báo lại biết vậy? Cái này nhất định là có người muốn chơi xấu mình.
Có nhiều công ty làm ăn với Minh Thiện, nhưng mà tại sao chỉ có mình là bị khui ra thôi? Rõ ràng người ta đang muốn hạ uy tín của công ty mình. Chuyện này ngoài tôi với cậu và một số nhân viên thì còn ai biết nữa đâu. Dạ, để em liên lạc với tòa soạn ở dưới bài báo có tên tác giả. Dạ, tôi nghe đây. Tôi vừa mới đọc báo về việc Trần Gia sử dụng gỗ lậu ở bên Minh Thiện đó. Bà uống thuốc đi ba. Bà thấy con giỏi không? Giỏi như làm bác sĩ vậy. Con biết ba uống thuốc gì luôn đó. Bây giờ thì con thấy sắc mặt của ba đã hồng hào lên rồi đó. Chắc là nhờ con đó. Nói như vậy là ba đồng ý con giỏi như bác sĩ đúng không? À, con chính là liều thuốc tốt nhất cho ba mà. Con đã xin được việc chưa? Dạ chưa ba. Chỗ phù hợp thì không có nhận con. Nói là kinh nghiệm con ít quá. Mà đó giờ con chỉ làm ở lò gốm thôi mà. Còn chỗ nhận con thì tính chất công việc con không có thích, không phù hợp với con. Thôi, con vào công ty ba làm đi. Con cảm ơn ba. Nhưng mà con muốn mình sẽ tìm gì? Con tự đi xin ba. Làm cho người ngoài được thì sao không làm cho ba được? Ba sẽ giao lại mạng gốm nội thất cho con phát triển. Ba thấy nó phù hợp với con. Thực ra thì con cũng muốn tiếp tục phát triển thêm lò gốm lắm. Vậy thì được rồi. Con cứ ở trên này lo liệu việc. Có cần gì liên hệ với lò gốm ở dưới. Nếu như con ngại về thì có thể nhờ thằng Hữu. Nhưng mà con chỉ sợ là mình sẽ không theo kịp thôi ba. Ba biết năng lực của con. Con cứ yên tâm, tự tin lên. Có gì ba sẽ hỗ trợ cho con. Con cảm ơn ba. Alo, tôi nghe đây anh Thái. Anh nói cái gì? Được rồi, tôi sẽ vào giải quyết ngay. Có chuyện gì vậy ba? Thằng Khánh lén ba hợp tác với công ty gỗ lậu gì đó. Bây giờ sự việc dở lỡ, báo chí ầm ĩ, các đối tác đang đồng loạt hủy hợp đồng vì sợ mang tai tiếng nè. Bây giờ ba phải vào công ty gấp mới được. Thưa ba, nhưng mà ba chưa có khỏe mà sao vô công ty được? Chuyện này ba mà không vô công ty giải quyết là không xong. Ừ, vậy thôi, để con đưa ba vô công ty nha. Khánh, cậu không ngờ con làm ra chuyện này. Danh tiếng công ty cậu gây dựng mấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Giờ con xin lỗi cậu. Xin lỗi thì giải quyết được cái gì? Bây giờ đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, báo đài thì tấn công. Có khi công ty có thể sụp đổ vì cậu đó. Mọi chuyện tôi làm, tôi sẽ giải quyết hậu quả. Một lần bất tính, vạn lần bất tính. Cậu nghĩ tụi tôi còn tin cậu được hả? Vì tư lợi riêng mà ảnh hưởng đến cả công ty. Anh Hoàng, quyền quyết định cuối cùng là anh đó. Đừng để cổ đông tụi tôi phải thất vọng nha. Tôi tình thật xin lỗi mọi người. Thằng Khánh là cháu tôi, con dạy cái mang. Tạm thời hay anh cứ về trước đi. Ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định về việc kỷ luật thằng Khánh, cũng như kế hoạch cụ thể khắc phục tai tiếng lần này. Được rồi, tụi tôi chờ tin anh đó. Thôi, tụi tôi về à. Chào anh. Chào anh. Con còn gì để nói nữa không Khánh? Tại vì bên Vạn Thành ngạo mạn quá cho nên con không thích hợp tác thôi. Có thiệt như vậy không? Hay là do giá bên Minh Thiện chỉ bằng phân nửa giá bên Vạn Thành? Tiền bạc con đâu có thiếu, tại sao con lại tham lam không nghĩ đến hậu quả như vậy? Con đã nói là để con giải quyết hậu quả rồi mà. Vậy bây giờ con nói đi, con giải quyết sao? Giờ tạm thời là con chưa có nghĩ ra được. Cậu cho con thêm thời gian đi. Cho con thời gian là bao lâu? Chờ cho tới khi công ty giải thể hả? À,
Bác ơi, bác Bà, bà tỉnh đi bác. Bà uống miếng nước, bà uống nước đi. Hay là bây giờ con đưa ba về nghỉ nha. Còn mọi chuyện mình giải quyết sau nha ba. Ba không sao. Với việc làm của thằng Khánh, mức kỷ luật cao nhất là đuổi việc. Chỉ có điều là Long. Dạ. Con thấy sao? Dạ, chuyện của công ty thực sự con không dám có ý kiến bà. Còn Hữu? Dạ thưa bác, con biết là bác đang khó xử giữa bên tình bên lý, nhưng con nghĩ lần này bác phải công tư phân minh để làm yên lòng dư luận, rồi các bên đối tác của mình nữa. Theo con nghĩ bây giờ mình nên có một bài báo giải thích cái việc hợp tác với Minh Thiện là do cá nhân của anh Khánh muốn tư lợi, chứ không liên quan gì đến Trần Gia. Con ra soạn quyết định thôi việc cho Khánh đi. Còn về bài báo thì thôi, nội bộ biết với nhau, dù gì nó cũng là cháu của bác, khác nào vạch áo cho người xem lưng, cũng chẳng có thêm lợi ích gì cho Trần Gia. Dạ, con biết rồi bác. Việc trước mắt cần phải làm là củng cố lòng tin của các đối tác. Con lên lịch hẹn các bên cho bác. Bác sẽ gặp họ nói chuyện trực tiếp. Dạ. Vô đi. Anh Khánh, có chuyện gì vậy? Dạ. Có chuyện gì nói đi. Quyết định thôi việc, tổng giám đốc đã ký. Cậu quyết định đuổi việc tôi sao? Em có nói, nhưng mà bác Hoàng không có nghe. Thằng Long lại còn nói thêm vô. Nó nói á, chỉ có cách này mới dẹp yên được dư luận. Không ngờ cậu lại cản tình với tôi như vậy. Uổng công bao lâu nay tôi lại về Trần Gia đây. Bây giờ thằng Long đã về Trần Gia, bác Hoàng coi như đã tìm được người thừa kế. Bác cản tình với anh cũng phải. Em nghĩ bác Hoàng tính hất anh đi, rồi đưa thằng Long về công ty ngồi. Em cũng bức xúc thay cho anh. Thằng Long á, so với anh thì sao bằng được. Tôi phải đi nói chuyện với cậu. Anh Khánh, anh Khánh, quyết định đã ký rồi, không thay đổi được gì đâu. Anh là người có năng lực. Với số tài sản riêng của anh, anh có thể tự lập một công ty. Anh tạo dựng sự nghiệp riêng. Việc gì á, anh phải phụ thuộc vào công ty này, phụ thuộc vào trẻ con họ. Trần Gia sau cú này cũng sẽ điêu đứng, có khi cũng không trụ được bao lâu đâu. Cậu nói đúng. Tôi sẽ làm cho cha con họ thấy không có tôi thì công ty này sẽ ra cái gì. Thằng Long sẽ chẳng làm được tích sự gì. Phải đó anh, em sẽ ủng hộ anh hết mình.
Ba không ngờ thằng Khánh lại đổ đốn như vậy. Cho nó nghỉ việc, ba cũng đau lòng lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có vậy mới xoa dịu được cổ đông với các đối tác thôi. Một chút nữa, ba sẽ nói chuyện với nó. Chờ một thời gian, coi thái độ hối lỗi của nó ra sao. Ba sẽ tách riêng mảng gốm nội thất thành công ty con, giao cho nó phụ trách. Dạ. Bây giờ thằng Khánh nó đã nghỉ việc, coi như mất đi một cánh tay đắc lực, ba sẽ trở lại công ty làm việc. Chức vụ của thằng Khánh ba sẽ giao lại cho con. Khi bá, con thực sự đâu có kinh nghiệm nhiều, con không thể nào mà so sánh với anh Khánh được đâu ba. Ba biết, nhưng sức khỏe của ba không tốt. Con và thằng Khánh đều là người thừa hưởng sau này của ba. Thằng Khánh đã như vậy, ba chỉ còn trông chờ vào con thôi. Ba sẽ kèm kẹp cho con và tìm cho con một trợ lý giỏi. Chuyện gì cũng có khởi đầu khó khăn, chỉ cần con có lòng tin, nhiệt quyết là được. Con đồng ý nghe Long. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ba uống nước thêm đi ba. À. Khánh, con đi đâu vậy? Dạ, con đi khỏi nhà đây. Bây giờ con có con trai rồi. Vả lại nhà này cũng đâu phải của con. Trời, con nói cái gì vậy Khánh? Cậu đã từng nói rồi, cậu coi con như con của cậu mà. Cậu coi con như là con, hay là bao nhiêu năm nay lợi dụng con để xây dựng cho cái Trần gia này, bây giờ có nó về thì lại đuổi con đi. Anh Cảnh à, anh đừng có ăn nói ngang ngược như vậy. Ba đuổi việc anh là do anh gây ra thôi. Anh cũng biết là ba còn định bỏ qua cho anh để cho anh làm giám đốc công ty con về mảng nội thất hay không? Mảng nội thất đang chỉ là bước đầu. Cho tôi làm giám đốc, giả bộ lo cho tôi, hay là lợi dụng tôi tiếp đây hả? Anh, tình cảm của cậu đối với con bao lâu nay con không biết hay sao mà con lại nói với cậu như vậy? Coi như con sai, cảm ơn cậu bao nhiêu lâu nay đã chăm sóc cho con. Bây giờ cậu đã có con trai rồi, quan tâm chăm sóc nó đi. Còn con sẽ tạo sự nghiệp riêng cho mình. Khánh, để coi Trần gia và con trai cưng của cậu sẽ đi tới đâu. Khánh, Khánh. Ba đừng tức giận mà ba. Ba đừng giận nữa mà ba. Ba thiệt không ngờ thằng Khánh nó lại nghĩ về ba như vậy. Ba đừng giận ảnh nữa, từ từ ảnh sẽ hiểu ba thôi. Thôi, bây giờ con đưa ba lên phòng nghỉ nha. Đi ba. Anh Long. Ủa, gì? Sao em biết anh ở đây mà em tới vậy? Thì hôm bữa anh nhắn tin địa chỉ cho em mà anh không nhớ hả? Ờ ha. Anh quên. Dạo này đầu óc của anh cá vàng quá. Em tới lâu chưa? Em đi làm xong rồi ghé anh luôn đó. Em ngồi xuống đi. Dạ. Phải chi hồi xưa mà em tới thăm anh như vậy, chắc là suốt đêm anh không ngủ được đâu. Bộ, bây giờ anh hết mừng rồi hả? Đâu có, anh vẫn vui mà. Để anh vô lấy nước cho em uống nha. Thôi khỏi, em không khát đâu. À, em mới hỏi bên nhân sự, người ta nói là anh đậu rồi đó. Chắc là ngày mai người ta sẽ gọi cho anh thôi. Vậy hả? Ủa, anh sao vậy?
Bộ anh không thích làm hay sao mà không thấy anh vui gì hết? Anh mới vừa ở bên nhà ba anh về. Chắc là anh phải vô công ty của ba anh làm để phụ giúp với ba anh. Vậy cũng tốt mà, dù sao làm cho gia đình vẫn tốt hơn. Nhưng mà em biết không, trọng trách rất là lớn. Anh thì lại chưa có nhiều kinh nghiệm, với lại công ty đang trong giai đoạn khó khăn nữa. Hồi xưa cái lò gốm cũng khó khăn, anh cũng lèo lái được. Anh là người có năng lực, anh phải tự tin lên chứ. Cảm ơn em nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn em. Anh Long nè. Tự nhiên em thấy đói quá à. Hay là mình đi ăn cái gì nha? Em chưa ăn gì à? Công việc ở công ty nhiều lắm, xong việc á là em ghé qua đây liền á. Anh cũng chưa ăn gì hết. Gần đây cũng có quán ăn cũng ngon lắm, anh chở em đi ăn nha. Dạ. Anh ăn đi. Nè, em ăn đi. Nè. Em thấy có được không? Ngon lắm.